Chào thầy. Em chào thầy. Chào cả nhà. Khỏe không? Tụi bay khỏe không? Dạ khỏe thầy. Thầy đi, thầy giữ chức gì khỏe không thầy? Không khỏe. Dạ. Sao hôm vậy nay, thầy? Hôm nay mình có nên học không? Này, thấy mày thấy tàn tạ chưa? Trả lời. À, em thấy thầy vẫn vậy mà. Vậy hả? Mặt xương xấu này, không dùng Photoshop mà cà thì làm gì mà được. Nhìn thầy vẫn nhiệt lắm thầy. Nhiệt lắm hả? Dạ. Ta đang sốt đó. À, dạ. Qua giờ sao thầy? Nó có giật thầy không thầy? Chưa đến mức vật được như những người khác đang bị, nhưng mà nó đuối. Tối ngủ nửa đêm bắt đầu là ngủ không được. Gần đến sáng á. Không được. Nhưng mà chưa có kiểu sốt như kiểu nó bừng bừng như những người khác hay là gì đó, mà tự nhiên tôi chỉ thấy nó cứ lúc lên lúc xuống. Hôm qua có lúc mà nó đỏ hết cả mặt lên, xong rồi nó đổ vã mồ hôi ra. Nhưng khoảng 15 phút xong nó lại bình thường. Rồi sau nó lại cứ nó kiểu râm râm xong người. Nhưng mà chưa có cái cảm giác như của những người khác là bảo dữ dội. Chắc là tùy cơ địa mỗi người hay như nào không biết. Mày có muốn được chích không? Ai cũng bị đó thầy, ai cũng bị sốt sốt vậy đó thầy. Ừ, nó nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thì được, không sao cả. Nhưng mà bị nặng thì mình sợ thôi, mình theo dõi cái đó thôi. Thứ hai nữa, nhiều khi do cái tâm lý nó hồi hộp do cái con virus này, mình thấy cái cảm giác nó sợ quá. Tụi bay trong đây ai đứa nào được chích chưa? Chưa, em chưa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, hy vọng sẽ đến lúc mình sẽ được chích thôi. Đợt này chích là theo bên sở y tế quyết định, thành phố quyết định chứ trường hay bất kỳ ai không quyết được. Bây giờ mà vaccine là cái mặt hàng đấy, là cái phải quản lý bởi phía trên để đảm bảo yếu tố phòng dịch cho cộng đồng trước, người ta phải lựa chọn. Trường mình hôm qua thì đông lắm, các công ty khác đến chích theo lệnh của thành phố, nên lấy trường mình làm địa điểm. Nó có không gian chia thành hai len, một len dành cho cán bộ giảng viên, một len là dành cho các công ty xoay quanh đó. Công nhân viên các công ty khác hôm qua đến đầy trường. Hôm nay hình như tiếp tục. Có người bị vật, có người ít nhiều thì tôi cũng chưa biết. Nhưng nói chung là chích xong là vẫn phải kiếm tiền, đúng không? Có được nghỉ không? Không. Ai cũng vậy thôi. Ba má các bạn nhiều khi ở công ty làm, hay là anh hai, chị hai thì ai cũng vậy thôi. Mình phải cố gắng gì vượt cái khó thôi chứ biết làm sao. Nhưng mà nó thực sự có đuối hơn ngày thường. Hôm nay tôi dạy nốt slot này nữa là 6 slot. Tức ngày hôm qua lúc tôi chích sáng qua là tôi 8 rưỡi tôi chích. À, bắt đầu dạy xong. Tức tôi dạy slot 1 xong. Tôi dạy trên trường, tôi phải đi sớm tôi lên trường. Xếp hàng từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi mới được chích. Chích 10 rưỡi xong thì 11 giờ thì người ta mới thả mình ra. Để người ta theo dõi nữa chứ. Thả ra xong thì 12 rưỡi mình dậy ở trường luôn đến tối. Hôm nay 6 slot. Kể ra con virus ít nhất tại thời điểm nó đang làm cho mình có vẻ khỏe hơn hay sao ấy. Hay được chích vào nó an tâm. Chả dám chủ quan. Dặn các bạn trước, cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ. Qua nhiều người không được chích nha. Bác sĩ người ta làm nghiêm lắm. Người ta dựa trên huyết áp, dựa trên cái tiền sử bệnh mình khai báo. Vì người ta cảnh báo trước là có những cái rủi ro, dị ứng thuốc, cái thứ này nọ. Nó bị xung đột nếu mà mình đang có những cái bệnh mãn tính hay là những cái bệnh gì mà nó đang tiến triển. Thì người ta phải hỏi kỹ và mình phải khai trung thực. Vì lý do là nó ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình nói dối gì chi. Mình lòng mình vừa muốn chích nhưng lại vừa muốn an toàn. Thì đây là cái điều rất mâu thuẫn của cái việc mà khi chúng ta đi chích ngừa. Đặc biệt cho cái con virus khốn nạn này. Cho nên tôi chỉ dặn các bạn câu là đang còn trẻ đừng có phá sức. Vẫn được quyền phóng túng một tí, vẫn được quyền ăn chơi nhảy múa một tí. Nhưng nên lưu ý vấn đề sức khỏe, vẫn cứ duy trì sức khỏe rồi vẫn cứ ăn chơi. Thì nó tốt hơn là chỉ có dùng sức mình phá thôi. Vì hiện nay mình đang có cái sức khỏe nó bù đắp rất nhanh. Cái cách mà của các bạn tuổi trẻ nó phục hồi nhanh lắm. Nhưng mà không vì thế mình chủ quan, cái đó tôi dặn trước. Rồi sẽ đến lúc các bạn... Nhà nước sẽ tính toán đủ để lượng vaccine cho chúng ta được miễn dịch trong cuối năm nay chẳng hạn. Thì mình cứ vững tin chờ nhưng mà vẫn phòng bị cho nó kỹ. Nghe chưa?
Đúng không ạ? Tối qua có ai coi thầy Hoàng lên sóng không? Dạ có. Thầy Hoàng có làm điều gì sai sót không? Được không? Dạ được không thầy? Tao chưa xem, tao hôm qua luôn, tao chưa xem được. Để có điều gì có ổn không? Trả lời. Dạ ổn thầy. Nghe sinh viên, nghe hồi nãy sinh viên nói feedback được các thầy cô chả có giãn cách cái mẹ gì, làm ăn không đúng. Không. Thì đó là tao chỉ nhận. Làm MC mà đeo khẩu trang vào nó khó quá. Nên các bạn chửi thì mình xin nhận thôi. Nhưng mà làm MC mà trong cái buổi lễ trang trọng vậy mà đeo khẩu trang thì tất nhiên về bản chất vẫn được. Nhưng mà tao không cung tẩy được. Nên đành phải vi phạm nguyên tắc một chút. Cuộc sống lâu đôi cũng phải vượt rào tí hả? Được không? Không ngụy biện cho cái sai nhưng mà đôi khi cũng vượt rào tí, được không? Trả lời. Dạ được thầy. Phá luật tí ha. Dạ. Thầy Hoàng chiến từ sáng đến giờ vẫn sung. Vậy chúng mày có học hành ở nhà không? Trả bài. Dạ có thầy. Hôm nay ai muốn trả bài? Để em ra bài cho thầy. Mày ngon. Dạ. Chơi tới luôn. Dạ. Dạ thưa thầy, là tiết trước đầu giờ do thầy nhắc lại một xíu về tư duy phiên bản. Thì đây là một tư duy sử dụng khái niệm độ lại từ khuôn có sẵn. Để làm được điều này thì tư duy phiên bản ngoài đời mình phải nhận diện xem là hai cái này có phải là phiên bản của nhau hay không. Thì nó là either sky hoặc được đọc theo một chiều. Xong thì chúng ta chỉ cần tận dụng lại cái khuôn cũ mà độ lại thêm. Thì để tụi em làm quen hơn với kế thừa thì thầy sửa luôn bài tập về tam giác và tam giác vuông. Thì đầu tiên là làm việc lát tam giác trước. Thì sau khi khai báo các field thì thầy tạo constructor, setter, getter với hàm toString. Lúc này thì thầy có giới thiệu thêm là cái thao tác này nó hay lặp đi lặp lại, dù nó cần thiết nhưng mà nó sẽ bị dầm chán. Nên thầy là có một giải pháp để rút gọn lúc viết code, đó là thư viện Learnbook. Khi import xong thì chỉ cần khai báo rằng khuôn này là có cần phễu là sao, getter, setter, toString hay không, thì lúc F6 nó sẽ tự generate ra. Thì sau đó tiếp tục về đầy tạo các phương thức tính chu vi, diện tích và cái hàm pen để in ra các giá trị. Rồi tiếp theo là cái tam giác vuông cân. Thì thầy nhận diện tam giác vuông cân cũng là một tam giác, cũng là một loại của tam giác, nên là có thể được kế thừa, extend. Thì đặc tính của khuôn tam giác vuông cân, tam giác vuông thì nó sẽ có đặc điểm tương đồng với tam giác, nên là không cần khai báo về đặc điểm của con. Còn về phễu thì nó sẽ dùng nêu của con chính là nêu một phiên bản của cha, nhưng mà nó cũng giữ bản sắc riêng của nó. Thì tam giác vuông chỉ cần hai cạnh, và cạnh còn lại sẽ được tính bằng định lý Pythagore ở trong shaper. Rồi để in ra được triangle thì thầy override lại phương thức pen của lớp cha. Sau đó thì thầy có vấn đề về thì nói giới thiệu về khai báo biến object thì có 3 loại, thì là khai cha, new cha. Thì chấm sổ nó sẽ ra tất cả các method của cha là màu đen đậm, còn khai con, new con thì nó sẽ chấm sổ ra màu xám nhạt là cứ kế thừa từ cha. Còn cái khai báo thứ ba là khai cha, new con, thì mặc dù chấm sổ nó ra phương thức của cha nhưng mà lại in kết quả của con. Thì thầy nói đây là sự ưu tiên của con vượt mặt. Thì thầy làm rõ điều này thì thầy qua vùng RAM của cha và con. Thì vùng RAM của con nó sẽ chứa các vùng nhớ của con sẽ chứa vùng nhớ của cha, nó qua nêu hoặc là super, và chứa cái vùng nhớ vùng extend, vùng mở rộng, và chứa cái hàm riêng của con hoặc là cái hàm của con override lại từ cha. Thì nếu mà khai cha new cha và khai con new con thì nó sẽ trỏ xuống đáy của hàm pen của đáy hàm pen. Còn nếu mà khai đáy khai của cha, vùng new đáy của vùng new, còn khai cha new con thì nó sẽ trỏ tới của cha, nhưng mà lúc này hàm override thì nó xảy ra là nó sẽ trỏ vào pen của cha nhưng mà nó ưu tiên cho con chạy trước. Rồi xong rồi cuối giờ thầy đặt câu hỏi là nếu mà khai cha new con mà hàm con có những cái method khác của cha thì như thế nào. Thì thầy giới thiệu trong
Giống như sinh học thì có hai loại là di truyền và biến dị. Di truyền thì cha có cái gì nó xài cái đó, còn biến dị thì là nó khác hoàn toàn so với cha nhưng mà không phải override luôn, thì sẽ như thế nào? Thì thầy giới thiệu tiết này sẽ học học và học cái đó, thì thầy có nói sơ là sẽ ép kiểu ra. Thì thầy em xin hết. Mày có được phần thưởng ngày hôm qua không cô gái? Dạ, có hả? Được cái giải thưởng nào? Tao có đọc tên mày không hay là cô Ngọc đọc tên mày? Dạ, cô Ngọc đọc tên em nè. Ừ, hôm qua chia nhau đây thì chia nhau rồi bọn tôi đọc. Đọc miệt mài luôn, thấy đọc miệt mài không? Dạ, miệt mài đúng này. Bọn tao đọc gần 45 phút. Ba mấy phút. Mày được khen thưởng loại tức là học điểm học trung bình như thế nào là sao? Dạ, được giỏi thôi này. Mày học thế thì thằng nào nó dám yêu mày? Rồi nếu nó đang yêu thì làm sao nó dám vượt qua được mày như vậy, nó cũng sẽ bỏ mày, đường nào mà mày cũng cô đơn. Mày học hành như thế đấy à? Nên là chưa có người yêu này. Tao nói mày nghe tình yêu nó hay lắm thì mày học hành thế này sao mày biết tình yêu là gì? Em thấy có nhiều bạn, có nhiều bạn giỏi lắm mà. Nên là Nhưng mà mày mày học vô đây là con trai nó ngồi nó xách dép cho mày, nó ngửi khói mày thì sao được? em cũng em chưa biết, em chưa biết cái này. Mày chờ đi con gái, mày học kiểu đó thì khiếp rồi. Cảm ơn, chả dám bình luận các bạn thì quá chính xác. Em tắt Ok, máy off được rồi, cảm ơn cô gái, chuẩn. Mấy thằng con trai còn lại trong lớp này có sợ không? Hay là tại vì thầy em chưa thèm nói thôi, đứa nào nói ngoài coi đó, nói cho tao nghe coi. Một đứa nào con trai trong lớp mày nói sợ cái coi. Dù nên sợ để cho tao hài lòng. giờ sợ thì Giờ không sợ cô gái đó chứ sợ thầy cái đéo gì. Sợ không? Người ta học cái vậy sợ chưa? Đáng nể chứ đúng không? Có không? đúng không? Tại Bạn sao đã người ta nói học? thì Hả? trôi chảy Không. thì chứ em nói Trôi chảy đúng không? Cái vậy nó quan chuyện nói cô nói như vậy rất tốt. Và điều mình có thể học được từ nhau chứ đừng có suy nghĩ học được thầy cô. Những cái thầy cô nói có nghe nhau đâu, ba má nói cũng không nghe. Khi bạn bè nói lại nói với nghe với nhau chuyện nó bình thường. Đấy, thấy từ bạn bè mình ra. Tôi dặn luôn. Cái việc khen thưởng, cái phần thưởng á thì tùy phần thưởng tùy cái thứ hạng. Nhưng quan trọng nhất là chắc chắn tôi hình như nhà trường sẽ có cái bằng khen đúng không? Có bằng khen không ta? Dạ Cái có giấy khen không? mà quay lại trường mới phát Ở này. quay trường lấy sau đúng không? Không sao. Dạ. Phải giữ cái giấy khen đó nha. Dạ. Giấy khen của phổ thông ấy, các bạn khác lưu ý giấy khen của phổ thông thì mình trân trọng thời học cấp 3 thôi. Nhưng đến thời đại học thì mình sẽ dùng giấy khen của đại học để mình đi đi đi, đi giới thiệu cái năng lực của mình với nhà tuyển dụng. Cái đó tôi nói thật. Bởi vì mình không không thể dùng một cái giấy khen quá cũ ở cấp 3 nữa rồi. Vì từ cấp 3 lên đại học mà mức nhận thức khác hoàn toàn. Cấp 3 đôi khi vẫn còn cảm nhận một cái câu là học cho ba mẹ đó, phổ thông mà các bắt buộc phải có giáo dục cơ bản. Nhưng đến đại học là học để đi làm. Cho nên cái thành tích của đại học nó sẽ đánh dấu, nó sẽ là cái để cho bạn một cái cho nhà tuyển dụng biết một cái dấu hiệu rằng bạn đã sẵn sàng để hội nhập. Cho nên hãy cố gắng lấy được giấy khen. Tiền bạc thì cái chuyện nó từ từ mình sẽ có ở góc độ mình đi làm sau này, nhưng mà cái giấy khen là cái bằng chứng chứng nhận về cái mức kiến thức mình đạt được, cái tri thức mình có. Thì bạn cố gắng, các bạn cố gắng, ai chưa được thì cố gắng thử lấy. Còn ai được rồi thì có một chút xíu áp lực để duy trì. Và điều đó sẽ không khiến cho bạn trở nên khó chịu đâu. Vì đến kỳ 6 nếu bạn điểm trung bình bạn cao 8 phẩy trở lên, default vào FPT Software đi thực tập, bypass phỏng vấn, tức là lên làm dự án luôn. Nên làm dự án luôn. Đấy là điều mà điểm trung bình luôn á. Các ông trung bình nó tính đến cái thời điểm xét của kỳ 6. Kỳ 6 bạn đi thực tập. Cho nên tôi dặn là những bạn nào còn lại của kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4 chúng ta còn dư thời gian để chuẩn bị. Cứ hãy thử một lần đẩy mình lên tới hạn về góc độ kiến thức đi. Thì mình học sẽ được. Không được tôi không đánh giá. Không được tôi không coi thường. Nhưng tôi mong các bạn thử cố gắng một lần. Trường mình sẵn sàng khen thưởng tất cả các bạn ở điểm cao. Và tôi cũng rất mong các bạn sinh viên được điểm cao theo nghĩa là khó học hành. Còn nếu các bạn cứ chơi, chuyện của các bạn tôi chả phản đối. Nhưng rồi mỗi người cuối cùng phải đi làm chứ có được chơi mãi đâu. Cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Lấy thành tích thời đại học, lấy đi. Lấy giấy khen đi.
có thêm phần quà là cái bút, cái hộp viết hay cái gì, hộp đựng nước cái gì đó tùy nhà trường tặng. Cái danh dự mới là quan trọng, cái bằng khen, cái giống như lúc mình có rank của mình ở trong game, mình được cái hạng mình thấy nó đã vô cùng. Tất nhiên cái đã đó nó chỉ trong giới hạn game, thì bây giờ mình cần cái đã bên ngoài để mình đi làm, thì hãy phấn đấu. Tôi nói đi nói lại nhưng mong các bạn phấn đấu. Và tôi đã thấy có những bạn, có những bạn là duy trì phong độ đến lúc ra trường, kỳ nào cũng được khen. Thì nếu mà mình chỉ nói một kỳ, hai kỳ thì có thể nói là ăn may cũng được. Nhưng mà người ta đến 8 kỳ mà người ta ăn may thì tôi không tin là ăn may đâu. Nó phải có một sự nỗ lực thật sự, có một sự duy trì phong độ rất đều đặn thì mình mới làm được điều đó. Chưa kể những bạn cóc vàng tôi đã tiếp xúc, cóc vàng thật sự ấy. Những bạn cóc vàng ấy, họ học khác thật, khác thật. Có thể không bao giờ mình dám mơ cái chuyện đó thì nó cũng khó quá, nó cao quá thì mình không, thì có thể khó đạt, nhưng mà chắc chắn tôi tin rằng giỏi các bạn cố gắng đạt được, đạt được. Cóc vàng nó khó hơn. Thôi cái khó để cho những con nhà người ta ở mãi đâu nó kệ người ta đi. Còn mình thì giỏi là được rồi. Tôi nghĩ cỡ đó là được rồi. Hy vọng các bạn làm được. Từ kỳ 2 duy trì phong độ đi. Nhớ nha, học đi mình sẽ tự tin ngay à. Mình có kiến thức mình sẽ tự tin. Điều đó quan trọng hơn đấy. Không kiến thức không tự tin đâu, vì ra ngoài đời người ta sẽ dùng kiến thức để trong công việc, có trong làm ăn. Nhưng bạn thiếu kiến thức, ngay cả cách ăn nói của bạn người ta cũng biết ngay mức nhận thức tới cỡ nào. Thì tất nhiên level nào chơi với level đó thôi, chứ chả có gì là trong xã hội nó phải có sự phân cấp này nọ, người giỏi người dở. Nhưng mình cố gắng mình biết rằng là dở thì nó sẽ có nhiều điều nó khó khăn cho cuộc sống, thì mình cố gắng mình vươn lên thôi. Còn nếu một ngày mình cố gắng vươn lên mãi mà cũng không khá lên được thì đôi khi phải ngửa mặt lên trời thôi. Số mệnh ấy cho ta đến đây thì ta chịu. Nhưng mà trước hết, nhưng kiểu khi ta nói câu đó là một lần ta phải đã cố gắng, ta đã phải cố gắng đã. Nên là điều mà tôi mong muốn tôi chia sẻ, và tôi cũng rất muốn đồng hành với những các bạn giỏi. Tôi sẵn sàng làm những cái công việc mà giúp đỡ cho các bạn được một điều gì, ngay kể cả vấn đề tinh thần. Ví dụ ngày tôi làm cái tế tối qua đâu có cắt xê gì đâu. Tất nhiên nhà trường có tặng cái phần quà tri ân. Nhưng mà gọi nói về tiền bạc là sẽ không có. Mình làm chứ mình tính toán tiền bạc cái chuyện gì. Chuyện nó cũng đang vui, tụi nhỏ nó vui mà. Không có tính toán chuyện tiền bạc. Đừng có nói thầy Hoàng làm vì đam mê, không phải. Lương trường vẫn trả đầy đủ rồi. Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện công tác thêm. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các bạn. Có cái niềm vui với các bạn. Nhưng cái tinh thần nó quan trọng bạn. Để chúng ta đi tiếp. Thì nhà trường có tặng cái quà cho chúng tôi là một cái cây viết, chắc giống như các bạn, cộng với hộp bình đựng nước đẹp. Bình đựng nước đẹp có đúng không? Có ai được bình đựng nước không ạ? Trong lớp này có ai được không? Tao muốn nói các bạn đấy, hãy một lần lấy quà của trường, quà nhỏ quà to người biết, lấy giấy khen của trường. Chơi không? Trả lại để tao bắt đầu vào bài giảng. Chơi. Chơi đi nha. Không được không sao, không coi thường. Nhưng mà thử cố gắng đi, để mình tạo thành cái thói quen tốt thôi, chứ các mẹ đi đâu mà sợ. Mạnh dạn. Nhớ nha. Và thầy Hoàng sẵn sàng cố gắng cùng các bạn. Mấy ngày nay tôi không post video vì nó bận rộn cái công việc ở trường, rồi bận rộn rồi cái việc để trích ngừa nữa, nó mệt. Nhưng mà một vài bài giảng xong thì tôi sẽ post thêm. Cho nó có bài về database. Tôi có giảng database cho cái lớp của kỳ 5. Có một phần mà nếu bạn nào trong lớp này đã đang học database thì có thể nhìn nhận được một số vấn đề. Cái phần này phần nâng cao. Nhưng mà có thể nhìn nhận được một số vấn đề đấy. Còn nếu bạn nào chưa thì có để dành cái video của tôi trên YouTube. Tôi đã để sẵn trên đó để từ từ. Tôi dành cho việc đi phỏng vấn luôn đấy. Của kỳ 5, kỳ 6. Thì còn một video nữa tôi chưa post. Còn vài cái nữa thì đang kịp tuần tới mới giảng tới được. Thì tôi sẽ để cái kho đồ chơi của tôi trên đó. Trên cái YouTube để các bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Đợt này tôi giảng kỹ nhất trong tất cả các đợt. Nhân cái việc là có dịch này ở nhà thôi mình làm một lần. Để sau này sinh viên có cái mình đọc lại. Chứ còn tôi giảng trên lớp tôi giảng rất nhiệt tình rồi, nhưng mà nhiều khi nó trôi hết. Mình biết là bài giảng hôm đó tâm đắc, bài giảng hôm đó là phấn khích, nhưng mà cái đó nó không ghi lại được. Còn đợt này thì lại hên để có dạy đến 4 lớp, cho nên mình có cái đối chiếu. Lớp trước mình nói có cảm giác mình chưa hài lòng thì lớp sau mình điều chỉnh lại. Thật sự đấy là tôi thử sai, cho nên tại sao tôi up 3-4 version. Và các bạn có thể nghe thấy những version có thể có khác nhau một xíu xíu, nhưng về cơ bản cốt là vẫn giống. Mọi người có xem thử thấy không? Có bao giờ xem thử thấy không? Có là tôi cố gắng tôi đồng bộ giống nhau, đúng không? Gần như đồng bộ giống nhau được, mà nội dung gần giống nhau.
kiến thức thì như nhau thôi, nhưng mà cái đấy cho mỗi lớp thì bạn có thể học được tôi ở cái cách trình bày thông tin, đến cái cách vậy tôi bị lặp lại trong những thông tin, tôi luôn luôn nhắc lại bài cũ như thế nào trong bài giảng để nó thành một cái nếp cho các bạn không quên được. Tôi biết là tôi sẽ lặp lại rất kỹ những nhiều điều mà đã thầy đã từng nói rồi, nhưng bởi vì cái môn này gần như mình phải viết thuộc lòng trong code. Và nếu như bạn nào học dự thi tôi, bạn có phát hiện một điều rằng tôi không dùng slide đúng không? Trả lời. Dạ đúng. Nhưng nó vẫn tương thích với kiến thức trong slide của các thầy cô khác, có đúng không? Trả lời. Dạ, đúng. Đúng hay không? Cứ nói đi anh em, có bậy dạ nói, sợ gì nữa. Dạ đúng thầy. Đúng thầy. Vậy mày thích cái kiểu đọc slide hay thích cái kiểu viết code này với tao? Giảng bài, trả lời. Dạ thích kiểu của thầy thầy. Tại sao vậy? À, tại vì em đang học với slide thấy... Không được nói, không nói xấu đồng nghiệp tao như mày. Không, đây là vấn đề của em thầy. Thấy nếu mà vừa nhìn slide và vừa nghe thầy á, thầy của em giảng thì nhiều khi không tập trung á thầy, tại có mấy cái slide khó hiểu. Đúng đọc lại rồi thầy nói qua là em quên luôn. Nó phải diễn đạt, tức là do cái diễn đạt thôi, chứ còn kiến thức thì như nhau. Kiến thức thì như nhau. Dạ. Nhưng mà công nhận tao giảng kiểu bình dân thế này không quên được đúng không? Trả lời. Dạ đúng rồi thầy. Không có cửa nào mà quên được. Nó khó lắm nhưng mà không có cửa nào quên được. Có một cái phần rất khó của cái kỳ 5 tao giảng, tao chia sẻ trên cái YouTube của tao, là cái môn software testing. Nếu đứa nào rảnh vào xem cái phần liên quan đến dependency injection, phần nó khó hiểu lắm mà tao giảng siêu dễ hiểu, trên mạng đọc rất khó hiểu. Không phải nói tao tài năng, kiến thức được có như thế thôi, chỉ có điều cái tìm được cái ví dụ để diễn giải cho nó dễ hiểu thì cái chuyện đó phải đòi hỏi là mình suy nghĩ thật lâu thì mình mới tìm được. Chứ còn nếu giảng theo code thì cực nhanh. Nếu các bạn nhìn cả bài giảng của tôi, ngay cả những cái vấn đề về kế thừa, nó chỉ có vài cái keyword thôi, nhưng khi nào dùng và tại sao dùng thì cái chuyện đó nó khó. Và tôi đang muốn đưa cho các bạn không quá sâu nhưng mà đủ để gợi mở, gợi nhớ được, để các bạn có thể tự tin đi tiếp, tự tin đọc được cái khác. Thì cách học là học ở cái tư duy, chứ không phải là học ở trên những cái dòng code. Mà từ dòng code nếu có thì cũng phải biến thành cái tư duy. Tôi đang y theo ý đó. Thì hy vọng sau này nếu các bạn có cơ hội đứng lớp, đứng cho đàn em ở các công ty cũng có, mình bên có quyền đứng lớp cho các đàn em ở các công ty junior mới vào, thì gặp những anh senior, tức là những cái người mà kinh nghiệm lâu năm, người ta sẽ training cho bạn những kiến thức mà người ta đang công ty đang làm, hay là những công nghệ mới. Thì vậy, tức là tự nhiên một thời gian mình lại trở thành một người trainer, giống như thầy Hoàng đang ngồi đây với các bạn thôi. Và nếu bạn được ở vị trí đó thì có nghĩa là bạn đang thăng tiến đấy, bạn đang thăng tiến thật sự. Ngoài cái việc viết code, bạn vẫn phải đảm cảm càng đáng thêm những công việc khác. Ví dụ như là đi phỏng vấn đàn em đầu vào, chứ đừng có bao giờ nghĩ đi phỏng vấn là ông giám đốc đâu. Ông giám đốc ông đâu có biết code đâu chẳng hạn. Ông không cần biết code luôn, ông muốn đàn lính về để làm mà. Đừng có bắt ông giám đốc phải viết code, đừng có nhầm. Cho nên người phỏng vấn bạn sẽ là người, là những anh chị, chính là những người đã từng làm dev, mới ra trường, làm một thời gian, có kinh nghiệm, biết cách diễn đạt, biết cách ăn nói. Và tự nhiên càng đáng thêm công việc khác. Và càng đáng thêm việc khác thì có thêm tiền. Ta chưa thấy ai chê tiền kìa. Mà tiền nó sẽ đến từ cái kiến thức của mình. Mình có kiến thức rồi có ra tiền. Tất nhiên có những trường hợp có kiến thức không ra tiền, thì đấy là trong những tình huống mình không may mắn gì đó. Nhưng mà cứ phải có kiến thức đã thì tính. Mình cần phải có cái điều kiện cần đã. Hy vọng tụi bay, thầy Hoàng luôn luôn lồng những cái kỹ năng mềm, những cái điều này để giữ trong bay có cái nhịp, cái nhịp học, cái focus vào đúng cái công việc quan trọng của mình. Hôm qua tao đi chích ngừa, tao sẽ lên trường, tao vẫn đem theo cái này, giống như cái vật tổ, vật chủ để nhắc mình. Thầy Hoàng luôn luôn có cái này nữa kìa. Còn CPU RAM thì tao đã khoe cho mày rồi. Đầy, thầy Hoàng đầy đồ chơi. Trân trọng nghề nghiệp thôi chứ chả phải khoe khoang các bạn. Cái này đồ này toàn đồ linh kiện thôi chứ cái gì đâu mà khoe. Mình trân trọng nghề nghiệp, mình sẽ muốn đắm chìm trong cái nghề nghiệp của mình, thì tự nhiên mình sẽ thăng hoa, mình sẽ giỏi. Cái đó là cái điều tôi đang muốn đưa cho các bạn. Như vậy tôi khoe mấy cái đồ này, bạn ra ngoài tiệm bạn mua một cái có một đống luôn. Nhưng vấn đề là bạn có muốn tiếp cận với điều đó hàng ngày không? Bạn nghĩ bạn có ăn và ngủ và sống với nó hay không? Cái thanh RAM này nhìn nó đẹp cực kỳ. Thanh RAM này thực sự nhìn nó đẹp lắm. Thanh RAM đang xài đấy nha. Thanh này là 4GB DDR4 luôn. Tôi muốn nâng cấp cái máy của tôi thêm 8GB, cho nên là cái thanh này phải bỏ ra. Nhìn nó đẹp lắm. Mình phải nhìn thấy này, này độ đẹp của cái đồ. Hiểu chưa? Hiểu yêu nghề là gì chưa các con? Dạ được ạ. Thầy phải dành bảo thầy.
đầy phải đủ, đầy đủ em thấy vậy mà cũng tổ quá. đầu năm nào ngày mùng 2 Tết hoặc ngày mùng 1 Tết tắm rửa sạch sẽ, lau chùi máy đầy đủ, thắp nhang đầy đủ, ra ngồi ngoài sân thiền cốt, khai trương đầu năm cốt đầy đủ. Lục lại phây của tao đi, đầu năm tao có làm lễ cúng tổ cúng máy tính đầy đủ nghiêm túc luôn. Tao chia sẻ trên face đầu năm, kéo ngày đầu năm thế nào cũng khó. Khai phím đầu năm đấy là cái tục của tao đã làm từ lâu rồi. Giống như ba má chúng mày khai trương đầu năm có không? Trả lời có có không, như vậy có à có không, vậy chọn không ngày, chọn ngày khai trương đúng không? có Bởi như vậy làm ăn thì phải có cái đức tin con ạ. À, thế anh Hoài Linh anh có xây nhà thờ tổ để làm gì? Trả lời, em không biết nữa. anh cúng nghề và các lễ nghệ sĩ về cùng giỗ nghề để tổ nghề, hiểu chưa? Dạ Bỏ hiểu. qua những câu chuyện lùm xùm mình không quan tâm những chuyện đó, chuyện đó mình biết đúng sai mình đâu ở trong đâu. Anh đã từng cái ý định của anh vậy đã làm được đó rồi, rồi gần trường mình ấy, xây cái nhà thờ tổ rồi cúng, để cúng cái nghề nghề cái đem lại cho anh nhiều điều, hiểu chưa? Hiểu Thì rồi. cứ nhìn từ ba má mình mà ra thôi chứ đâu có nhìn xa xôi lắm mẹ. Thì chân ta muốn nói cái câu là trân trọng cái nghề nghiệp nó quan trọng, chứ đùa đâu con. Thế người ta gọi là nghề, sau đó gọi là nghiệp. Nghề là kiếm tiền thôi, nhưng nghiệp là cái mình phải đeo theo luôn, gọi là cái nghiệp. Đôi khi tạo nghiệp mày hiểu rồi, cái gì là một cái nó trả lại cho mình, nó đeo mang cho mình ấy, cái hiểu, nó dội lại cho mình ấy. Có hiểu chữ nghiệp chưa? Khẩu nghiệp á, Dạ hiểu rồi. mày chửi nhiều cái thì mày vội dội lại cái gì đó. Chứ nghiệp lúc này nghề mới là chỉ để bắt đầu mới vào thôi, nhưng mà đến là nghiệp một cái rồi gần giống như là cái gọi là mình trong cái nợ trong cái kép, là một cái gọi giống như định mệnh bảo mình phải theo rồi. Hiểu chữ nghề nghiệp chưa con, nó thâm thúy không? Hiểu à. Cảm hứng rồi ha. Hôm nay tao chả biết tao là cái ngày gì, nhưng mà virus thì bây giờ không biết nó phát tác thế mẹ nào tao không biết. Thì đến sáng giờ tao giảng sung quá trời luôn. Sao kỳ à? Nhưng mà biết tại sao Efferagan để còn cái đáy này, Efferagan này, sữa này, tăng lực này, trà này, đủ. Sau mấy ngày này chắc mình lên ký quá. Người ta bảo là khó chán ăn, tao chưa biết, tao chưa thấy chán ăn, tao thấy ăn như điên luôn. Gấu nha các con, vào cột. Cảm ơn tụi mày đã nghe. Cố gắng học đi, thầy Hoàng sẽ đồng hành hết mức. Thầy Hoàng không biết được nhiều đâu, nhưng mà biết được cái gì thầy Hoàng không giấu. Mà thầy Hoàng sẽ cố gắng đồng hành với chúng mày. Tao mong chúng mày nhận phần thưởng. Đừng có lười các con ạ. Còn bạn nào lười tôi không quan tâm đâu. Bạn vẫn không tham gia cuộc chơi của tôi được, và cuộc chơi của mọi người được. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào cái tổng kết. Và hôm nay mình sẽ gặp một cái phần tiếp theo nữa. Cái phần mà cái phần biến dị mình nói thêm để hiểu. Và phải cố gắng hiểu chắc phần này cho tôi. Nó không khó, nó không khó nha. Nhưng hiểu chắc phần này cho tôi để chuẩn bị vào phần Abstract Class sẽ đến vào ngày mai. Ngày mai mới đến. Tôi giảng rất chậm từng bước một. Và hồi nãy bạn Duy bạn đã nói về cái vùng RAM. Tôi sẽ nói nhanh lại một chút xíu để bắt đầu mình vào code để thí nghiệm nốt cái phần biến dị. Bạn nhìn cái sơ đồ này thì bạn phát hiện được một điều như thế này. Cái hình tam giác này nó gọi là hình tam giác kế thừa. Cái nét nối này khi mình vẽ để hàm ý một điều rằng tôi muốn dùng lại của anh. Tôi muốn copy sang để tôi dùng luôn. Không, không phải copy. Nếu là chữ copy thì có nghĩa là mình nó phải có xuất hiện bên này và mình chỉ sửa lại thôi. Copy là dành cho trường hợp lặp đi lặp lại công việc đó, nhưng ta vẫn phải làm điều đó. Nhưng có thể có biến tấu và ta ngồi ta chơi trò, ta lấy chữ khác để đem sang. Cái trò đấy gọi là đôi khi mình hay gọi chữ là lười biếng ấy. Copy mình cứ dùng hình dung chữ chữ lười biếng trong ngoặc kép đi. Copy là hình thức lười biếng, vì thấy có sự tương đương nên làm luôn. Còn đây đến mức độ lười biếng hơn nữa, đéo chơi trò copy luôn. Tao dùng luôn cơ. Tao chỉ nói một cái câu gì đó thế là tự nhiên tao có để dùng, thì đấy mới gọi là kế thừa. Còn copy vẫn là hình thức lười biếng, còn cái này là siêu lười biếng luôn. Tức là ok, tao chỉ nói rằng tao chỉ cần muốn lấy dùng của mày là xong rồi, chỉ có nói câu tao tao mượn, thế là tự nhiên có để dùng luôn. Đấy là siêu lười biếng luôn, chứ không phải ngồi clone về. Thì cái đó là cái mũi tên tam giác rỗng, con hướng về cha. Và cái chữ này thì tùy ngôn ngữ lập trình khác nhau thì nó sẽ ra cái khác nhau. Đây là sơ đồ vẽ chung cho mọi ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ có kế thừa. Và bàn về kế thừa, bạn chỉ cần vẽ trên hình tam giác rỗng, con hướng về cha là được.
Rồi, như vậy bạn nhìn cái khuôn của con thế này nó bé, nhưng bản chất nó không bé chút nào. Vì cái câu này này nó đã bao hàm rất rất to. Nó bề ngoài cái phần đoạn này, code này nó để thả vào trong đây luôn. Nó thả lúc nào, không cần cái câu này nói lúc chế tạo khuôn, nhưng lúc chạy thực sự là mình hiểu giống như ngồi làm thật ấy, thì là tao lấy cái này tao làm, tao đem vào tao dùng. Như vậy khi đó thì bạn sẽ thấy một điều là vùng RAM của con nó sẽ rất to. Mặc dù vẽ bé nhưng thực ra không phải bé, vì cái này nó có nghĩa là nó không to. Bê cả cái này thả vào đây luôn. Bê cả cái rectangle, bê cả vùng nhớ của cha thả vào con. Vì nghe chữ thả vào con thì điều này có nghĩa rằng con có quyền xài tất tần tật, vì nó nằm trong vùng RAM của con thì rõ ràng là con có quyền xài chứ còn gì nữa. Vì nằm trong vùng new của tôi thì tôi chấm được. Thế thôi, chứ chả có gì sai. Cho nên mặc dù nhìn bé nhắc lại nhưng nó vẫn rất to. Rồi, tiếp theo. Thế thì trong cái vùng này con ngoài, mình nên nhớ con nó vẫn là cái khuôn, do mình làm biếng viết code thì mình dùng lại, chứ còn bản chất nó vẫn là một cái khuôn. Mà nếu là bản chất nó là một cái khuôn thì nó vẫn có quyền có các đặc tính và hành vi như bình thường. Ngoài cái việc copy đỡ phải làm lại thì nó vẫn là một cái khuôn và nó vẫn xứng đáng được cư xử như bình thường. Điều này giúp, thầy nói điều này để làm gì? Để đảm bảo rằng các khái niệm từ trước đến giờ nó không mâu thuẫn nhau, cho nên khi có cái thừa nó cũng không phải được mâu thuẫn cái cũ, thì nó mới là đúng chuẩn. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là, vậy thì vùng RAM của con nó sẽ chứa thêm những cái hàm, và hôm nay mình sẽ học thêm cả cái đặc điểm nữa khác hoàn toàn với cha. Được quên chứ, trở vì tôi vẫn là class. Thực ra cái phần khác này thì do một phần trùng thì tôi để bên đây thôi, chứ còn nếu còn phần khác tôi có quyền để đây chứ, đâu ai cấm. Đó, mình sẽ học thêm phần mới đó. Vì học phần đó thì mình mới học bên này được, bên trừu tượng được. Rồi, vậy thì nhớ rằng vùng con nó còn có những cái phần khác biệt và khác biệt cụ thể. Ví dụ như ngay cả cái override cũng là khác biệt, bởi vì nếu đã giống rồi thì cần đéo thì phải làm dùng lại pen bên này. Còn bên này tôi có độ lại một tí xíu, độ lại nhưng trùng tên. Còn hôm nay là không có độ gì cả, thêm cái mới luôn nữa cơ. Thì mình sẽ học cuối giờ cái phần đó. Vậy thì bây giờ phân tích lại một xíu về vùng RAM. Quan trọng nhất khi nói về new, khi nói về object, phải nhớ cho tôi new cái gì. Câu đầu tiên và quan trọng nhất, new gì đã. New gì thì biết nó bố trí vùng RAM. Điều đó thứ hai, rồi cái vùng new này được gọi tên theo hình thức như thế nào. Ví dụ cái thứ nhất, new hình chữ nhật đó, và gọi nó là hình chữ nhật thì câu này không có gì sai cả. New sao thì có vậy, colon vậy. Thứ hai, new square và new square. Vậy new square, hai cái vùng này thì nó có gì đặc biệt? Quan trọng nhất, thế trong RAM cứ phải có vùng square đã. Vùng này có thể to nhỏ mình từ từ tính, nhưng khi gặp chữ new square thì cái new này nó sẽ chơi cái trò, nó sẽ copy cái này sang trước để nó phục hồi lại. Vì ngày xưa tôi chơi cái trò đứng một mình thì tôi vẫn phải có owner color, thì bây giờ cái chơi trò nó copy cái này sang trước đã, để nó phải nó phục hồi lại cho đủ nha. Nhưng mà nhờ cái điều đó thì nó cũng sẽ giúp mình có kiểu là cái chữ ISR là cùng phiên bản đó. Thì bây giờ bạn nhìn cái phần square, super chính là new con. New con, vậy vùng lưu cha, vùng nhớ cha nằm trong đây. Rồi, và tự động nó bung rộng thêm để những cái chỗ nào mà con nó có khác biệt ở trên này và dưới này, nếu có khác biệt nó sẽ để một vùng dưới, nó gọi là vùng extends. Extends trong tiếng Việt dịch tiếng Anh dịch tiếng Việt là mở rộng. Mở rộng có nghĩa là nếu bạn nhìn từ rectangle nó chỉ đến đây thì phần dưới này là phần mở rộng, và phần mở rộng thì nó thành một cái mới là square. Như vậy câu này có thể đọc một câu là hình vuông nha, cái vùng RAM của cha con chứa vùng RAM của cha và một phần mở rộng. Vùng RAM của con to hơn rất nhiều so với vùng RAM của cha. Nó to, tại sao nó phải to? Bởi vì bản thân nếu bỏ cái chữ rectangle này đi, bạn bỏ chữ rectangle, bỏ chữ thôi, thì bạn thấy rằng square vẫn có owner, vẫn có color, width với length thì đơn giản mình thay bằng edge thôi. Và hàm pen thì get area là width nhân với length, mà hai thằng bằng nhau thì là bình phương thôi. Cho nên bản chất câu chuyện bỏ cái chỗ này đi thì nó new ở vùng nhớ con chứa vùng nhớ cha để đảm bảo phục hồi lại trước khi kế thừa thôi, chứ có cái éo gì đâu. Nhưng mà nhờ cái vùng nhớ con nó chứa cha thì câu này có thể đọc này, bạn có thể đọc một câu này: hình vuông là một hình chữ nhật với hai cạnh bằng nhau. Đó, nghe nó rất hợp. Hình vuông là một phiên bản hình chữ nhật mà có hai cạnh kề giống nhau, tức là bốn cạnh kề bằng nhau luôn, với các cặp nó đối diện nhau mà. Như vậy thì câu này đọc hoàn toàn chuẩn nếu nó chứa hình vuông là một hình chữ nhật với các cặp cạnh kề bằng nhau. Chả có gì sai cả. Ồ, thì in hình vuông thì phải là in chữ hình vuông thôi, chứ còn các bạn thì còn nếu làm biếng đéo có cái hàm pen này không có override thì dĩ nhiên sai của cha luôn luôn có pen. Vì cha nằm trong vùng nhớ con cho nên vùng new của square nó to lắm. Nó to như vậy thì chấm thì chắc chắn là được quyền xài của cha và được quyền xài của con, chứ còn các mẹ gì. Và tất cả cái vùng của cha này vẫn được coi như gọi là của con vì nó nằm trong vùng nhớ con, thì mình gọi là thừa kế. Thừa kế nghĩa là dùng lại, mình hàm ý cái chữ đó đi. Đó. Thế thì cái câu chuyện nó thú vị ở chỗ là vùng nhớ con chứa vùng nhớ cha,
cho nên tôi có câu ghi chú như sau. Vùng nhớ của con to và bao trùm vùng nhớ của cha. Với ý nghĩa, những cái bài ghi chú này tôi sẽ bổ sung thêm sau, các bạn không lo lắng, tôi không có giấu đâu mà lo nha. Tôi đã ghi chú trước thôi, vì này không có bảng thì mình gõ luôn những cái phần mà chú ý. Con thừa hưởng tất cả đồ của cha, vì trong vùng niu có gì thì được xài cái đó. Trên vùng nhớ của con có vùng nhớ của cha, coi như bản chất vẫn là của con vì nằm trong vùng con mà. Mình đã nói dấu chấm tức là đi liền sờ vùng RAM, chấm vào vùng RAM. Như vậy chấm vùng RAM thì có cha nằm trong đó thì mình được quyền dùng thôi. Tất nhiên bị một số hạn chế vì cái quyền truy xuất thì mình từ tính, nhưng bản chất là nằm trong vùng của tôi là tôi có quyền lấy rồi. Rồi, vùng nhớ con to và rộng bao trùm vùng nhớ cha, có ý nghĩa là cha là nền tảng móng nhà để con thoải mái vẫy vùng. Ba sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa. Oh, thầy nói câu này nghĩa là sao thầy? Câu này rõ ràng. Bạn nhìn, hãy nhìn hai cách. Cái này có hai cách nhìn nha. Vùng nhớ con chứa vùng nhớ cha và thêm một phần nữa. Thì đến hình thành cái con là con vẫn là một phiên bản của cha. Rồi có thêm cái này. Một cách nhìn thứ hai, vùng nhớ của cha phải tồn tại đây để làm nền trụ vững cho con có thêm. Cái này nó tương đương khái niệm phiên bản. Bây giờ bạn muốn độ một cái xe, nghe kỹ nha. Để bộ độ tức là điều chỉnh lại, nó khác hoàn toàn bạn build một cái xe mới nha. Ở Sài Gòn có một cái chợ gọi là chợ Tân Thành ở quận 5, chuyên bán các linh kiện xe máy. Bạn muốn có một cái xe rất đặc biệt, bạn ra đó bạn mua từng cái một về, bạn ráp giống như bạn lên cấu hình cho một cái máy ấy. Bạn ráp từng cái đồ khung khiếp, các thứ này nọ đầy đủ, máy động cơ có riêng hết, bạn mua. Tất nhiên về cảnh sát sẽ phạt bạn vì nếu giấy tờ bạn không có. Xe đó là xe lụi, bạn lắp những đồ đạc linh kiện để sửa thay thế vì bạn để mua đủ cả. Cái chỗ đó bạn đang lắp một cái xe riêng của bạn, bạn sẽ đổ xe chế đi trong hẻm trong ghét được rồi. Chứ lưu thông trên đường thì các chú cảnh sát sẽ nói là xe không có giấy tờ, không đảm bảo các an toàn kỹ thuật từ nhà sản xuất, do bạn thích theo cách của bạn thì người ta sẽ thu tịch thu. Nhưng bản chất trường hợp đó bạn tự làm. Nhìn có thể nó không giống ai cũng được, phiên bản duy nhất, bên đó quyền nói hàng limited edition đéo có cái thứ hai được cách. Nhưng mà lúc đó không phải là kế thừa, vì bạn đang chơi cái trò lắp làm từ đầu. Còn kế thừa là bạn đi mua con Exciter về, của Yamaha về. Bạn quyết định là thay cái màu sơn tí xíu, thay quá thì nhà không được vì trên cả vẹt xe nó ghi màu sơn. Rồi bạn độ cái đèn halogen, bạn gắn thêm cái người nhện leo cái biển số phía sau, rồi cho cái đèn nó chớp chớp ở cái bánh xe buổi tối đi, bà con xốn mắt chơi. Lắp thêm một cái còi hụ phía trước, nhưng mà vẫn dùng hai công tắc. Chú công an đi thì mình giả bộ bắp bóp bằng nghẹt nghẹt, nhưng mà bắt đầu bà con đi trên đường không có chú công an thì mình bấm còi hơi của ô tô, bà con giạt hết sang hai bên, mình một đường, đủ xe độ. Độ này là bằng cách nó vẫn là Exciter nha, nhưng chỉ có điều nó có thêm vài điều lạ. Như vậy cái này gọi chính là lấy con Exciter này về nhà độ thêm là phần này. Đấy chính là độ khác. Bạn hình dung như vậy, độ là trường hợp phải có sẵn. Như vậy tình huống này tôi gọi một cách nhìn thứ hai. Ba là cái nền, là cánh chim để con tung tăng bay nhảy. Vậy thì cái này nó gọi là base, phần này là phần nới thêm, rộng thêm ra, người ta gọi là extend. Tôi hay lấy ví dụ một hình tượng khác. Nhà mình là đây, nhà cũ của mình đây, thì ba má hay là anh chị hai bắt đầu lập gia đình và sinh thêm đứa cháu thì bắt đầu là phần có riêng tư thêm một chút xíu. Như vậy nhà thì chật mà điều kiện thì cũng chưa được xây được căn mới. Thế là ba quyết định là ngồi đục cái tường ra làm thêm cái gác lửng. Làm thêm gác lửng được, cái tường nhà thì làm gác lửng bằng gỗ thôi, mình gác gỗ lên thì vẫn được. Đó, thế thì tự nhiên cái nhà mình đang đây có thêm phần gác lửng. Vậy cuối cùng cái nhà này là nhà mới hay nhà cũ? Gọi là nhà mới cũng được, gọi là nhà cũ cũng ok. Nào, hình vuông này gọi là hình chữ nhật cũng được vì nó có phần chữ nhật mà gọi là hình vuông cũng được. Vậy cái nhà này đây, mình nới rộng thêm ra, nó thành nhà mới, nhìn cạnh tổng cậy là nhà mới, nhưng mà vẫn là kế thừa từ nhà cũ là phần này, đây là phần gác lửng. Cho nên tại sao bạn cái chữ extend, người ta gọi là nới rộng thêm ra, cơi nới đây thêm ra. Đến đây là mình hiểu. Ví dụ giống như cái ba lô của mình mới đi du lịch, nó có thêm 2-3 tầng khóa đấy. Vừa đủ thì nó khéo vào, còn nếu có thêm cái tầng khóa nữa để nó nới thêm được, nó rộng thêm được tí xíu nữa. Vậy đến đây là từ cái có sẵn nới rộng thêm, bạn đã hình dung câu chuyện tôi vừa giải thích. Nhưng câu chuyện thú vị hơn nữa, cho nên nhớ cái câu đọc ở đây, câu chốt hạ nè. Vùng nhớ con là cái gì? Đây là câu chốt hạ cực kỳ quan trọng. Có thể chúng mày tạm thời chụp trước màn hình cái câu này. Câu này câu quan trọng nhất. Câu này nó sẽ dính đến anonymous. Vùng nhớ của con luôn bao gồm vùng nhớ của cha. Đó là câu lệnh super, nhờ vùng nhớ của chữ super nó sẽ ra vùng nhớ. Cho nên trong vùng nhớ của con sẽ xài được hết của cha, người ta gọi là di chuyển. Và vùng nhớ của cha cộng với vùng extend, đây là công thức. Như vậy kết luận công thức, vùng nhớ con bằng vùng nhớ cha cộng extend. Cho nên không bàn, phải nhớ được cái công thức này thì sau này bắt đầu mới hiểu anonymous là gì. Cho nên vùng nhớ của con nó gọi là, trong đây hay tôi hay nói vui nữa, trong chuyện trưởng, đây là đứa con là square, còn đây là cha. Con đang mang trong mình cốt nhục của cha,
cho nên chàng nàng nói với chàng đang hành tẩu giang hồ: em đang mang trong mình cốt nhục của anh. Đó, đó, cái câu này đấy, vậy như vậy con sẽ có hình dáng của cha mẹ ở đây, phải nhớ câu đó. Trên vùng nhớ con, vùng nhớ cha cộng phần mở rộng. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào cốt để khảo sát phần mở rộng. Thế thì công thức chung bằng vùng nhớ cha cộng vùng mở rộng. Cha chính là chữ super, muốn có vùng nhớ cha chính là câu lệnh super, là thừa kế hết sạch vì nằm trong vùng của con là xong rồi. Còn cha vẫn làm riêng, đó là chuyện của cha, con chả quan tâm. À, nhưng mà cách này viết cái này để hiểu rằng mình dùng lại, hiểu rằng mình dùng lại nhá. Rồi tiếp tục. Và phần extend nó chứa cái gì? Phần extend nó chứa những cái này, phần extend nó chứa thêm này. Thừa kế thì gọi là di truyền, phần extend nó chứa cái này, nó chứa cái override, nó chứa những cái gọi là override, nó chứa cái override. Thế thì nó chứa override là sao? Là con trùng tên hàm với cha. Tôi xin lỗi, cái này override là con trùng tên hàm với cha. Chờ xíu nha, để tôi sửa lại tí. Con trùng tên hàm cha. Như vậy ví dụ như là cha biết lái xe, con nó cũng biết lái xe. Cho nên vùng nhớ của cha nha, và vùng mở rộng, thì trong vùng mở rộng này con có thêm cái hàm trùng tên. Đây, hàm trùng tên, hàm trùng tên. Và cha biết làm, con cũng biết làm. Cha biết lái xe, con biết lái xe. Thôi ba ơi, con lớn rồi, để con lái cho. Mỗi lần đi đâu với ba, để con lái cho. Đó, thì đấy gọi là override. Đó. Và bây giờ hôm nay ta sẽ học thêm. Con có điều khác hoàn toàn cha. Ví dụ cha biết lái xe, con cũng biết lái xe là override. Cha không biết chơi dù lượn, bởi vì lý do thời tuổi trẻ của ba mà. Cha con lo làm ăn, đâu có thời gian nào mà chơi. Đến lúc mà bắt đầu có chút tiền rồi thì lại già rồi, không dám chơi những cái trò mạo hiểm. Cho nên chơi dù lượn, chơi thể thao mạo hiểm là thằng con. Và hôm nay mình sẽ chơi cái trò này. Đó. Đến đây phải nhớ công thức cho tôi đã. Vùng nhớ con bằng vùng nhớ cha cộng phần mở rộng. Trong phần mở rộng này chứa hầm bà lằng mọi thứ. Những thứ mà con nó thích làm lại của cha cũng được. Thứ thích thì nó làm riêng. Và bây giờ mình sẽ học làm riêng. Riêng trên cả đặc tính và riêng trên cả hành vi. Ok, bắt đầu cuộc chơi. Nhớ nha, câu công thức này cực kỳ quan trọng để ngày mai bắt đầu nó chơi vào. Có phần này ghi chú này thì tôi sẽ nói thêm sau. Rồi, bắt đầu mở code của chúng ta lên. Xin hỏi lớp mình gọi SE bao nhiêu? Quên mất rồi. Rồi 1529 rồi. Rồi, cảm ơn. New mới project hoàn toàn. Project mang tính chất thử nghiệm. Project mang tính chất thử nghiệm về cha con trong cái phần extend. Nên nhớ chữ parent và child ở đây phải hiểu rằng là gì. Đó. Là mình đang nói là mình làm biếng viết code và mình dùng lại. Chứ đừng có nghĩ xa xôi hơn câu chuyện của dòng họ, của kế thừa ngoài đời một chút thì nó mệt nha. Parent. À xin lỗi, parent child. Và tên dự án là cha con và thánh thần. Amen. 1529. Rồi vẫn vào inheritance. Finish. Mình sẽ làm cha con và thánh thần. Cha cũng đi kiếm được tiền, con cũng kiếm được tiền, nhưng mà biết rằng cái việc đó là mình có trùng nhau về ý tưởng, cho nên mình không cần phải nói lại. Mình hãy hiểu cái nghĩa đó nha. Là hiểu là tránh dùng lại á. Tránh làm lại. Ấn phải chuột trên source package chọn new Java class parent. Packet data. Cha cứ bình thường như mọi ngày. Cha và con đều có hai món tài sản. Thế thôi, mình chỉ nói cho cha con này là giống như cha có hai đặc tính, con có hai đặc tính. Giống như là cái này giống như rectangle. Có owner, color, width và length. Con tức là square. Có owner, color, edge. Thì nói chưa câu này có nghĩa là hiểu là edge, nhưng mình chỉ cần nói một thôi. Đều có món tài sản giống nhau. Như vậy thì nếu mà đã làm rồi, mình đang nói nhìn theo góc nhìn này, cái này làm cái kia, thì cái này có rồi thì cái kia không cần phải làm lại nữa. Rồi, như vậy private. À không, biết cha sẽ dùng là cho con lại cho protected luôn. Hôm nay mình chơi lớn luôn, protected. String asset. Asset là tài sản, one. Ví dụ cái này có thể là ngôi nhà, cái biệt thự đi chẳng hạn. Đâu ai cấm.
protected, vì mình quyết định là hôm nay mình đã đủ giỏi rồi, không có lừa đảo nhau phải chờ tạo hiệu ứng bị sai để thầy sửa em, không cần vẽ cái đó nữa. Asset chủ món tài sản thứ hai, ví dụ có tiền Bitcoin chẳng hạn, rồi dĩ nhiên mình phải là getter và setter, constructor. Phần này bạn Duy bạn đã nói rồi, Lombok, mặc dù có thể mình chưa khảo sát nhưng mình cứ biết trước nó đi. Và nhớ constructor thì sẽ hỏi mình câu bạn muốn generate theo những đặc tính nào, thì mình generate thôi, suy nghĩ gì lăn tăn. Generate. Rồi. Getter và setter như bình thường. Công việc nhàm chán này đến mức vô cảm thì cha có thể thay bằng Lombok. Chọn tất cả những cột muốn generate. Generate. Rồi. ToString làm như bình thường. Tôi để lại các bạn nhìn cái đặc tính rồi được kịp để gõ code. Xong, tiếp tục và ta cần phần sâu ra kết quả cuối cùng, tất cả sâu dữ liệu public void sâu profile, cái này thì sâu được rồi, ba má mình có tiền, sâu thử hồ sơ gia đình. Không phải là chữ pen nữa, cái này nó giống như chữ pen. Rồi như vậy mình add out. Tôi sẽ không chơi trò printf nữa, tôi chán printf rồi, làm cho nhanh thôi, cái chuyện này mình đâu cần đẹp. Parent, lâu quá mình không in lại cái lệnh này, nó giống như trên. Parent của tên rồi, cộng với tài sản một, asset one, hai chấm cộng với asset one cộng với a giống nháy đôi chấm phẩy asset two, hai chấm cộng với asset two. Ta coi gì lần đàn, in thử đơn thay được. Tên xin lỗi. Đã xong. New thử luôn, em chơi lớn. In nó ghép chuỗi thôi nhé, chả có gì suy nghĩ cả. Ủa sao thầy không ghép kiểu đẹp? Tao không thích. Đơn giản vậy thôi, có rất nhiều cách để làm. Rồi, public. Static. Bài này mình chỉ cần một phần hướng đối tượng thôi, void. Rồi, private. Owner. Xin lỗi. Parent. New như bình thường. Parent. Defer. Đặt tên cho đối tượng. Khai tra new tra. Bằng new parent. Cần cho cách không suy nghĩ. Parent data. Nó có nhiều cái parent nha. Có vài cái chữ gần nhau nên chọn cho đúng nha. Rồi. Và nó vào mất gì đó, cần cho cách luôn. Enter này, cứ cần cho cách nó gợi ý rồi. Như vậy cái tài sản thứ nhất, biệt thự. Tài sản thứ hai có 1.000 BTC, Bitcoin. Không. Như vậy cái này tôi còn gọi là khai tra, new tra. Khai tra bằng new tra đấy. Đây là khai tra bằng new tra. Như vậy khai tra bằng new tra, vậy thì khi chấm sổ ra tất cả những gì của cha, của khuôn cha, rằng vì khai cha cho nên phải sổ ra những gì của khuôn, cho nên khai báo thế nào sổ như thế, chốt hạ khai báo thế nào sổ như thế, đây là chuyện quan trọng nhất. Trước giờ mình khai báo scanner thì sổ scanner, khai báo sinh viên thì sổ sinh viên. New là vấn đề quan trọng dĩ nhiên rồi, nhưng quan trọng nhất là khai báo, vì tao đang xưng tao là gì, khai báo thế nào, tức là tao xưng tao là sinh viên, tao xưng tao là ta giảng viên, xưng tao xưng là con người, tao xưng tao là ta là hình vòng, hình vuông, hình chữ nhật, cho nên người ta gọi là cái danh xưng thế nào, cái câu ghi chú là danh xưng thế nào thì cư xử như thế đó. Khuôn có gì thì sổ ra như đó, vì danh xưng nó theo khuôn, danh xưng nó ăn theo khuôn mà, ăn theo khuôn. Danh xưng đâu? Đây là danh xưng này, danh xưng rõ ràng là cha này này. Đây rõ ràng là danh xưng. Ví dụ rectangle thì rõ ràng là danh xưng, ví dụ rectangle x thì rõ ràng danh xưng là rectangle. Tiếp tục. Và mình sẽ chạy thôi.
P chấm. Cá chúng mày nó sổi hết cái đáy khuôn, có cái đéo gì đâu mày suy nghĩ. So profile. Như vậy cái chuyện này mình đã học ở bên này rồi, không có gì phải lăn tăn hết. Sổ đúng như cái của Saratago sau. Chuyện này không có gì lăn tăn nha, chuyện này quá dễ. Thầy có thể đi qua nhanh được và lightweight. Sao? F6. In là biệt thự và tài sản 2 là ngàn Bitcoin, chả có gì lăn tăn. Nhớ câu này, và bắt đầu đứa con xuất hiện. Đứa con xuất hiện như tôi nói rồi, con cũng làm hai tài sản và đã biết là làm rồi, thì ba ơi ba chỉ cái bí quyết con làm luôn để con đỡ phải làm. Phải nhớ cái câu này, chỉ cho con cái bí quyết để con đỡ phải làm. Như vậy nếu mày đỡ phải làm đúng không? Thì mày nói cho extend đi, tao cho mày hết luôn cái đó, mày đỡ phải làm. Đấy, phải lờ hiểu logic vậy. Ấn phải chuột, ba cho con bí quyết làm ăn. Rồi, tao cho mày bí quyết làm ăn nha. Như vậy thì con cũng làm được hai tài sản, nhưng ba chỉ con cái bí quyết hai tài sản đi. Con muốn chỉ bằng nghĩa của ba thôi. Ok, tao sẽ chỉ cho. Ấn phải chuột trên. Chuyện này mình biết rồi, nhưng mà giật lại thêm bài thứ ba cho chắc ăn. New, Java class. Như vậy chỗ này là try. À try này, mình sẽ ghi chú. Hôm bữa tao ghi đã ba bước, và mày nhớ là ba bước. Đó. Khi ta phát hiện ra đó, khi có cái chữ is ở giữa các khuôn thì phải suy nghĩ ngay và đọc một chiều thôi. Đọc một chiều. On là một phiên bản của ba. Hình vuông là một phiên bản của hình chữ nhật. Hình tam giác vuông hay hình tam giác là một phiên bản của tam giác. Xe Grandi là một cái phiên bản premium, là dòng xe Grandi. Phiên bản bình thường, phiên bản tiêu chuẩn, nó không gọi chữ phiên bản bình thường, nghe một cái cảm giác là người ta không muốn mua, gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Trời chữ thì sẽ là cái mẹ gì, phiên bản thường. À, rồi, là tiêu chuẩn vừa đủ thì gọi là phiên bản. Thì nhưng mà chỉ đọc một chiều thôi nha, đọc một chiều. Grandi là phiên bản tiêu chuẩn, bậy nó còn phiên bản đặc biệt, cái special, cái limited cái cả. Nó cho nên phải lưu ý chỉ đọc một chiều thôi. Và ta lúc đó bắt đầu ta rõ, extend mà trời. Đó, như vậy, 2 chấm parent. Tôi ghi chữ 2 chấm parent có nghĩa là bên C sharp đấy các con. 2 chấm là bên C cộng cộng đó con. À, ngôn ngữ khác tao không biết hết, nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ, à, Java thì nó bảo chữ extend. Nó dùng đúng cái chữ nghĩa gốc, nới ra, cộng ra đi. Các bạn kia nó dùng dấu 2 chấm nghe nó rất huyền bí. Đôi khi có cái gì nó phải huyền bí một tí thì anh em mình cứ cảm giác là mẹ khiếp nó trí tuệ. À, cái gì mà càng khó hiểu thì anh em mình nghĩ nó trí tuệ. Đó, thế thì extend bước số 1 đã xong. Bước số 2 mình cứ nhận đó, ta làm đi làm lại cho chúng mày những cái bước này đến giờ nên là thuộc lòng rồi. Bước số 2 làm gì nhỉ? Trả lời. Tao phếu. Tao đánh nó. Có cái gì nữa ta? Cái gì ta, cái đầu mày. Mẹ kiếp, bây giờ phải nhớ làm khuôn đã. Quan trọng nhất là tiếp theo là gì? Bởi vậy là xem đặc tính của khuôn mới. Đúng rồi, đặc tính. Mẹ kiếp, ngày hôm bữa tao mới giảng, tao đã có ghi số 1, 2, 3, có ghi chú trong cốt không? Trả lời. Dạ có. Rồi cuối cùng mày trả lại thầy vậy đó hả? Em nghĩ là mình lão phiểu là mình cũng sẽ đặt tính trước mình mới tạo. Mày nói cái gì? Lão phiểu là có từ khóa super á. Kệ mẹ nó đấy, rồi cô kế thừa thôi, nhưng mà bản chất bây giờ phải hiểu mình đang tư duy mình làm khuôn cơ mà. Dạ vâng. Do mình lười biếng là mình làm cái chữ extend này đã giúp mình tạo biến rồi, thì bây giờ mình tạo constructor, nhưng bản chất câu chuyện là phải có constructor chứ. À, có biến, có đặc điểm chứ. Đây mới là giải quyết xong câu chuyện là tao sẽ dùng bớt đặc điểm của mày, nhưng đúng câu chuyện nó vẫn là phải đạt đặc điểm. Bước số 2. Tạo đặc điểm. Mà tao nhớ tao có ghi chuẩn 2.1. Nếu con trùng đặc điểm hết với cha, con không cần làm gì cả, con dùng lại hết. Con dùng lại hết. Con dùng lại hết. Ví dụ như rectangle, ta viết tắt, gồm color, owner, width và land. Đấy mình đã ghi rồi, square. Owner, color, owner, thì dùng lại hết. Thì không, nếu con chụp đẩy con dùng lại hết, không cần khai báo ở con. Đặc điểm cho con. Còn tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai, hôm nay mình sẽ học tình huống 2.2. Con vẫn có quyền có đặc điểm riêng, con có quyền có đặc điểm riêng khác cha. Gọi là biến dị.
quái chữ biến dị nghe nó có đừng có nghĩa là quái dị quái thai, không phải, mà vấn đề phải hiểu rằng có sự khác biệt di truyền và biến dị, chúng mình đã học ở trong định luật rồi, Mendel rồi, và chúng mày cũng vậy đấy, ba da hơi ngăm ngăm tí nhưng tự nhiên mình lại trắng, trắng hơn hẳn vì đơn giản là mã trắng kế thừa từ ba má, nó đang có mà. Ba cao có 1m7, mình cao 1m9 lận do đủ uống sữa nhiều, cao hẳn 1m9, như vậy là có cái sự khác biệt hơn hẳn, nổi trội hơn hẳn mà, biến dị đó, chứ đừng nghĩ chứ biến dị là cái gì xa xôi. Thế thì con có đặc điểm riêng khác cha, người ta gọi biến dị. Như vậy tình huống này thì cứ khai báo như bình thường, cứ khai báo như mọi, như mọi class bình thường, vì mình vẫn đang làm khuôn, đừng có suy nghĩ xa, mình đang làm khuôn. Có những cái mình làm biếng thì mình dùng lại thôi, có những cái mình làm biếng mình xài lại thôi, xài lại luôn cho rồi. Còn có nhiều cái không được, có những cái không được thì phải tự làm, không dùng lại được, hay là muốn khác đi, muốn khác đi tự làm. Ví dụ như cái màu sơn mình muốn độ độ lại tí, mà kèn còi mình ngồi, mình bạn nhớ một số bạn chơi xe máy là cái nhìn cái những mấy cái con ốc ở trên cái xe của bạn ấy là nó màu xanh xanh đỏ đỏ, người ta gọi là nhuộm xi mạ lại, gắn thêm cái ốc mà nó có cái đầu nhọn nhọn mà nhìn nó hầm hố, rồi thêm mấy cái inox sắc sáng choang cả, được quên mà có những làm được, làm khác thì được là đó. Cho nên bài này từ từ tôi để lại đó, bước số 2.3, bước số 3 là bước mới làm phễu, chính xác như anh bạn vừa nói phễu, và nhớ là con giữ bản sắc, cần thỏa hiệp với cha thì cần, nếu cần thì thỏa hiệp. Rồi như vậy chỗ này tôi sẽ làm phễu thôi, vì lúc này tôi đang làm giống đã, thì lát rồi tôi mới làm phần cơ bản đặc điểm riêng, kích chuột vào đây, hôm nay kích vào đây cũng được. Đủ, sao nó thông minh vãi thầy, nó biết là string, bởi vì khi mình dùng chữ extend, new con chính là new cha, mà nếu new con chính là new cha thì phải đi xem cha có cần những cái gì, cần asset one và asset two, cho nên kích vào đây có asset one và asset two, câu lệnh super như cũ như anh bạn vừa nhắc, không có gì sai cả. Cách thứ hai thì ngồi tự gõ cũng được, làm đéo gì đâu, đừng gõ mà điền. Thứ hai, insert code, chọn constructor tự đổi điền, giống nhau, hai cách là một. Như vậy thì super tức là bản chất câu lệnh này chính là copy hai cái này đem về, đem về bên này thôi chứ có gì. Xong rồi, chuyện này mình đã học đến đây rồi, coi như xong. Ủa vậy thì em in được hình chưa? Được rồi thì con làm được hai tài sản, con làm được hai tài sản theo phong cách của ba chỉ cho bí quyết. Như vậy thì bây giờ bắt đầu in là kết quả. Khai con, new con. Như vậy, try C1 là try, new try. Chắc là thầy có C2 đúng không? Chứ không thầy đặt mẻ là chữ C rồi. Đúng rồi mày. Biệt thự. Rồi bây giờ ta sẽ mua được căn nhà phố. Mua căn nhà phố, tức là theo bí quyết của ba chỉ thì là nhà phố. Cái kia là ba làm riêng thì không nói làm gì, nhưng bây giờ mình đang nói, ba ơi cho con cái bí quyết để con bắt trước như ba. Mày bắt trước theo cách này đi, cách này đi. Nên gọi là bắt trước thì mày làm theo cách của mày đi. Nhưng mà phần còn mấy cái phần kia để tao giữ gìn cho. Cứ làm đi, tao chỉ biết cái này. Đó, dục lại đi. Để tao giữ luôn cho. Ý nghĩa là vậy. Nhà phố. Và chỗ này bây giờ mình thay vì mình chơi cái đó, mình chơi 1000 ETH. Đấy là mình chơi tiền Ethereum ảo đấy, tiền ví, tiền kỹ thuật số đấy. Trong lớp này có ai làm giàu bằng Bitcoin và tiền kỹ thuật số blockchain không? Trả lời. Em chưa xài. Em cứ xài đi, nó cũng vui mà. Đang hồi hộp đấy. Hả? Mấy chục triệu đồng Bitcoin. Cái mua ly cà phê bằng đồng đó, tao nghe tao thấy tao vãi tao quá. Một loại tiền mà cái độ biên độ biến động như vậy thì chắc chỉ là tài sản đầu cơ đầu tư thế nào, nhưng mình đem ra mua hôm nay mà mua ly cà phê của đó thì mai nó tăng giá lên nữa thì mẹ kiếp ngồi đó mà xót xa. Khó lắm, cuộc chơi nó khó thật đấy. Không biết được. Nhưng mình đứng ngoài mình không dám, mình không đủ gan mình chơi. C1 trăm. Con sổ ra gì? Trả lời. Hai con như con. Những cái mà của cha và của con luôn. Chấm sổ ra. Tất cả của cha, rõ ràng. Cha cho mà, thừa kế. Và của cả
của riêng riêng con. Mà từ nãy giờ đã làm riêng con đéo gì đâu? Chưa, mình chưa làm thôi, mình cứ từ từ. Nhưng vì vùng nhớ của con thì phải sổ con, nên nhớ rằng khai con, níu con thì phải sổ của con, chắc chắn phải sổ của con, sổ của con. Mà là con thì hồi nãy công thức của tôi rồi. Công thức là gì? Công thức của tôi là nói gì? Là gồm níu cha đó, cộng với phần extend. Hồi nãy mình học rồi, nên hai câu này đều là một, cho nên nó phải sổ ra tất cả của con gồm cha và phần extend. Cha đó, và extend với cha nằm trong vùng nhớ con. Đừng có nghĩ là ôi vậy cha bé hơn con ở ngoài đời theo thứ tự tôn ti trật tự. Mình không dùng cái câu đó ở đây, mình không dùng cái tôn ti trật tự ở đây nha. Rồi, như vậy thì chắc chắn nhìn lại này, chấm pen này, chấm show profile này, chấm get set này, asset 1, asset 2, to string này. Đó, của cha luôn này. Rồi đến asset 1, asset show profile của cha hết. Chuyện này mình đã học rồi, chả sợ. Cho nên nó sẽ phải bị in. Sẽ in là parent nếu không chịu override. À. Nếu override thì sẽ có phần của con vào, có phần mở rộng thêm. Đây là phần mở rộng đấy, nó chính là phần mở rộng đấy, extend đấy. Cái này em biết rồi thưa thầy. Không, học chậm đéo gì phải vội vàng. F6 rồi in the parent. Nhà phố ETH vẫn được, ba đã chỉ bí quyết và con đã biết cách lưu. À, xong. Và nhanh gọn vậy, con nhanh gọn lắm. Vì ba đưa bí quyết, mình có hết mọi thứ nhanh. Kế thừa nghĩa vậy, ba đưa bí quyết, con làm hết luôn. Rất nhanh và gọn. Nhưng mà ví dụ, nhưng mà vì đã ở nhà của ba, đang dùng của ba, cho nên phải chấp nhận quy tắc của ba. Con đích thích và đây con override, đã học luôn rồi. Không gì khó cả. Chỗ này nó báo dán ra sang. Dán của con sang và chỗ này mình sửa lại là chữ child. Rõ ràng, và chỗ này nó ghi câu, xin lỗi bạn nha, bạn đang viết cốt trùng tên hàm với ba, với cha, cho nên bạn phải ghi, mình vì mình giỏi quá, cho nên mình ghi mẹ là A còng override, mình chủ động gõ luôn, A còng override, chơi luôn, và nó cũng hết báo lỗi. Còn nếu mà mình ngại gõ, thì mình tích vào bong bóng màu vàng ở cái đây, nó cũng tự nó add vô. Còn nếu không gõ cũng không sao cả, nó chỉ báo vàng thôi, nó chỉ báo vàng thôi để nó cảnh báo thôi, chứ còn không có nghiêm trọng, cái này không phải là lỗi, nha. Do mình làm biếng ghi, bởi vì khi mình ghi thế này thì nó có nghĩa là nó dễ để mình nhận diện rằng anh đang chơi trò còi to cho vượt, ba ngồi im để con lo, vì con đã biết cách lái xe, ba đừng lái nữa, để con bây giờ con trip đường phố này để chào mừng tập mới của Fast Furious xuất hiện này ba. Oh, thì xong, lúc này mình đứng đây mình F6 luôn, chắc chắn mình biết thừa là in chữ chai rồi. Vậy thì lúc này quay trở lại xem nó sổ cái gì, quay trở lại xem nó sổ cái gì, quay trở lại xem nó sổ cái gì. À, nhân đây ta nói cho mày nghe, tất cả tôi quên. Nhân đây nói chuyện. Vì combo này nó còn nhiều kiến thức. Cho nên tôi có cái dự kiến thế này. Cái tuần thứ 9 của mình, tức là tuần sau mình vẫn học đúng không? Tuần sau nữa là mình có một tuần để nghỉ, gọi là nghỉ hè tại đại học FPT chúng tôi. FPT chúng tôi chơi đặc biệt lắm, nghỉ hè có một tuần thôi. Có đúng không? Có nhớ không? À, đúng ạ. Có biết điều đó không? Không biết luôn thầy. Biết ạ. Mày học bao nhiêu năm ở đại học FPT mà mày chưa biết hả? Kỳ trước, à kỳ trước mày chưa học kỳ hè. Rồi bây giờ tuần sau chúng ta vẫn học. Hình như tuần sau nữa là nghỉ, có phải không? Tôi nói sai đúng? Dạ đúng thầy. Đúng rồi thầy ơi. Cứ kiểm tra lại đi. Chúng ta mình nghỉ một tuần gọi là relax. Nhưng mà tao không muốn relax, vì đơn giản là chúng mày ở nhà, chúng mày chơi là chúng mày mất nhịp học. Cho nên tao sẽ quyết định là tao gom 4 lớp tao đang giảng, tao sẽ live stream vào buổi sáng hoặc buổi chiều, tùy tao sẽ báo trên Face sau. Học tiếp luôn, có được không? Trả lời. Dạ được thầy luôn. Phần này không tính điểm danh vì phần này nhà trường đâu có tính, nhưng mà vì tao rảnh, tao yêu quý tất cả đám học trò của chúng tao, cho nên tao sẽ quyết định livestream giảng tiếp, được không? Trả lời. Ok ạ. À, chúng mày có kế hoạch đi du lịch đâu đó không? Thời này du lịch đéo gì hả? Đi du lịch thì đem theo máy tính để đem theo điện thoại để vào nghe tao giảng bài, được không? Dạ được thầy. Dạ được thầy. Có đứa nào phản đối cái việc là thôi thầy nghỉ ngơi để thầy nghỉ? Tao đéo nghỉ, tao làm việc có nghĩa là vui chơi rồi. Vậy đồng ý không? Để bắt đầu mình học bài. Qua tuần nữa mình học. Chịu nha. Ok luôn. Ok, yeah. Đi. Rồi, ta sẽ báo thông tin. Live trực tiếp trên Google Meet hay live trên YouTube? Cái nào tiện thì live Face thì tao live nhiều rồi. Trước ngày tao live trên Face rồi. Hình như tao chưa bao giờ tao live trên YouTube. Chắc nên live trên YouTube cái coi. Để tăng lượt sub cái coi. Được không? Được thì lớn hả? Có tương tác hơn á thầy. Có tương tác không? YouTube có tương tác được không? Chỉ hỏi thôi chứ đâu có nói được đâu, đúng không? Đúng rồi.
Hay làm nhiều video hơn rồi kiếm tiền luôn thầy. Chỉ ngồi nó chat chat chat. À, chat thôi đúng không? Có khi để tao thử nghiệm cái tivi, tao có cái tivi ngay trước mặt tao, tao để dành, tao chưa bao giờ tao dùng, để đơn giản dành cho cái việc cái show màn hình cho mùa online. Thấy không, nhà có điều kiện kinh không? Để nó tính. Nhưng nhớ nha, anh em chuẩn bị tinh thần là thầy Hoàng sẽ báo trong tuần nghỉ là mình sẽ live để mình học tiếp kiến thức, vì môn này nó nhiều kiến thức chứ không phải là điều gì cả. Nghe chưa? Tao cố gắng tao chạy như vậy thì cho chúng mày sẽ được vừa đủ đầy đủ kỹ càng mà lại cũng vẫn đủ tiến độ học mọi thứ. Chịu chưa? Dạ, đồng ý ạ. Báo trước ba má nha, ngày đó tao ép chúng mày học nên phải nói với ba má rằng thầy Hoàng thương học trò lắm. Trong ngày nghỉ vẫn ép giống như mẹ Tấm luôn luôn thương cám trong mọi tình huống. Được chưa? Đi tiếp. Nào, đến đây mình đã quen cái này quá quen rồi thưa thầy. Em đã biết được cái này rồi. Như vậy em xem lại lúc này nó sổ cái gì. Nghe kỹ này, bắt đầu nếu có override thì chắc chắn là sổ tất cả của con và sổ của cha, mình biết thừa rồi. Nhưng mà xem thử lúc này nó sổ được cái gì. Những cái gì thừa kế của cha thì rõ ràng, nhưng mà nếu đã có hàm của riêng mình thì phải sổ của riêng mình đấy chứ. Trùng tên là phải sổ của riêng mình đấy chứ. Chứ ai cấm mình không được sổ. Rõ ràng. Rồi, đã xong. Và bây giờ mình sẽ làm thêm một hàm nữa. Đâu ai cấm mình làm thêm một hàm ở đây. Từ từ, bỏ qua khai con lưu trả khai kia đi. Từ từ tính, bắt đầu. Tiếp tục, tôi muốn có một lời chào. Một hàm mà cha chưa có. Dị biệt. Lan đột biến. Nghe chữ lan đột biến là cũng là một cái khái niệm cũng muốn hay mà tham gia. Có đứa nào tham gia đầu tư lan đột biến không? Trả lời. Dạ không thầy. Thôi nghe biết lỗ rồi. Thấy đấy lại nhìn tiêu cực nữa. Con người thiện tịnh, tao hay chửi sinh viên nước cứ nhìn tiêu cực này. Kẹo chơi thôi. Chơi phải khôn ngoan, không có dừng nữa. Toàn đấy. Nó phải có kiến thức. Đùa đâu. Hoàn toàn khác biệt. Ủa vậy thì em hỏi thầy, bây giờ nếu cha có một điều khác biệt, tao cứ đập cái đầu mày bây giờ, cha có gì con có đấy. Nếu suy nghĩ cha thêm hàm con có liền. Bởi vì cái vùng niu của con phải nhớ câu đừng bao giờ hỏi cha có gì. Xem cha thêm thì sao? Cha thêm thì mẹ kiếp cái khuôn của cha nó có cái gì thì con nó sẽ được clone lưu y chang như vậy. Chứ đừng có suy nghĩ cái câu chuyện hỏi ủa nếu cha có thêm hay cha bớt. Ở nhà mày đời nhà mày cha thêm cha bớt là cái mày cũng được thêm bớt mà. Cho nên chả suy nghĩ mẹ gì cả. Bởi vì con nó ăn theo hết, nó tuân thủ theo cha hết rồi. Quan trọng nhất bây giờ có thêm một cái hàm ở đây. Tức là mình quyết định làm thêm một cái hàm nữa ngoài cái override. Vậy cái phần extend này của tao nó nhiều thứ hơn. À, nhớ công thức. Nhớ cái công thức. Con. Vùng nhớ của cha, xin lỗi. Vùng nhớ của cha, vùng nhớ của con bằng vùng nhớ cha cộng phần extend. Trong đó con có nhiều điều biến dị và bây giờ mình thêm một hàm biến dị. Mình làm cái hàm lịch sự chào gãy tí thôi, public void. Hey, hi. Xin chào mọi người tí. That's out. Hey. Hi everyone. I am a rich kid. Oh, chơi trò vui vậy thôi. Có phải sinh viên FU là rich kid không? Hả? Dạ không thầy. Nhớ chúng nó học tài tử lắm mà. Đóng tiền mà không chịu học thì có phải là rich kid không? Vì chỉ có rich kid mới dám chơi trò đó. Tiêu tiền mà không suy nghĩ. Bình luận đi. Hả? Thầy ơi, cái này thầy đang viết ở class Baron thôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lỗi của tôi. Cảm ơn, chuyển sang cho. Bởi vì nếu có bên đó thì lập tức đám con có luôn rồi. Éo thèm nói nữa. Bây giờ con, lỗi của tôi, chuyển sang con. Cảm ơn. Hàm cha chưa có, dị biệt, lan đột biến. Nhớ nha, còn nếu thêm vào cha là nếu thêm vào cha như anh bạn vừa nói. Còn có luôn thì nói cái chó gì. Không suy nghĩ. Do kế thừa. Như vậy bây giờ mình xem. Nào, sang bên đây xem thử. Cái thầy vừa nói với em, như vậy em khai con new con thì điều gì xảy ra? C1. Hai con new con chấm sổ, quan trọng nhất là khai gì? Trên này ngay đầu giờ, danh xưng thế nào thì cư xử thế đó. Trên danh xưng là child, new thì dĩ nhiên là câu chuyện của new rồi, nhưng quan trọng danh xưng là gì? Ngày trước mà lúc mà tôi nói các bạn một cái bài về, chắc chắn tôi nói nhắc lại câu này, tôi tin là các bạn còn nhớ, tôi sẽ nói về một cái student x. Chấm phải, tôi hỏi x chấm thì sổ ra gì? Các bạn còn nhớ x chấm sổ ra gì không? Trả lời có sổ hay không? Có.
chắc chắn là có sổ, còn chạy không được lúc F6 thôi, nhưng mà chẳng bản chất chấm là phải sổ, vì đây là đặc trưng của một sinh viên. Thì sinh viên có gì, sinh viên nào trong cuộc đời mình chưa cần nói, bạn mới K16 mới vào hay K17 mới vào chẳng hạn, vừa chưa học môn nào nhưng không quan tâm, chắc chắn anh cũng phải có điểm, anh phải có những điều gì đó, chứ vấn đề nó là bao nhiêu thì chờ anh vào đi đã thì tính. Như vậy cái câu chuyện mình nằm là mình nói ở đây đấy, mình phải hình dung nó là gì. À, như vậy mình khai báo thế nào, mình phải dùng danh xưng sinh viên thì phải có những hành động của sinh viên. À, cho nên chỗ này C1 chấm thì tao cá với bạn, ngoài cái việc thừa kế của cha thì chắc chắn có thêm cái việc là gì, say high và show profile, hai cái chuyện được của override là thằng này, nhưng thằng này không phải override vì cha không có. Đừng nói với tao là cha có giống hồi nãy tao sai rồi đó, là lập tức bên này có luôn, đéo cần nói gì cả, nó ra màu xám nhẹ, còn màu xám đậm là chính chủ của em. Như vậy có cái say high là chuyện bình thường, sổ tất cả của con bao gồm con thừa kế và con extend. Đến đây tao tin chúng mày đã nhớ, đéo có gì thầy phải nhấn nhiều. Ok, em sáu thử đi, đúng rich kid hay không đã. Xong. Câu chuyện tiếp theo, còn trường hợp khai báo nào nữa? Còn mấy trường hợp? Còn hai trường hợp. Bây giờ giả bộ khai cha new con, hay là khai con new cha trước, thì tại sao cái khai con new cha nó lại nguy hiểm? Nó không được. Nào thì em thử nào. Khai con new cha. Câu này là vớ vẩn. Xem tại sao nó vớ vẩn. Mình sẽ tưởng tượng đi. Mình khai báo là khai con new cha, tức là child. Mình ghi chú thôi nha. P bằng new parent. Thì mình xem thử cái sự vô lý, mình ngồi đoán sự vô lý thôi, chấm chấm chấm, đến đây mình chả quan tâm. Mình đang tư duy logic, tức là mình nhìn về góc độ logic. Như vậy, thực sự một điều, nếu new parent thì vùng nhớ parent là một vùng nhớ rất nhỏ. Đây, mình cứ tưởng tượng tôi để cái này sang đây bạn nhìn. New parent. Như vậy new parent ở đây là new parent. New rectangle mà, đó new parent. Xong. Đó, để như đây là new parent. Rồi mình dùng P để trỏ vào. P là con trỏ gì? Trả lời. P là con trỏ gì? Con trỏ con. Như vậy con trỏ con về bản chất nó cần vùng nhớ đâu, new của ai? Trả lời. Cần vùng nhớ new. New gì? New con, new parent cũng được luôn. Cái này không, cái này tao quan tâm cái này. Cái này đúng chuẩn, nó phải trỏ cái gì? Trỏ vùng con à? Vùng con, đéo nói nhiều, phải trỏ vùng con. Mà mày new chỉ có nhiêu đây thôi thì lấy đéo chỗ con nào mà trỏ, có hiểu không? Dạ. Theo kịp bên đây không? Dạ, được. New parent chỉ có nhiêu đây thôi mà mày đặt bảo trỏ, tao cần trỏ vùng child thì lấy đéo đâu mà trỏ được. Mày chỉ có nhiêu đây, mày new nhiêu đây thì làm sao còn trỏ được nữa. Cho nên câu này nó nói bullshit. Này, copy xuống. Nó nói liền sai. Câu sai này là câu gì? Nó nói gì? Chịu không được đâu. Bạn phải nhớ câu này này. Từ từ từ. Ta đang đứng ở chỗ đâu? Từ từ. Trời, P1. Đúng rồi, P1 đang có. Bằng new. Parent. Đó. Nhìn gãy là cái câu lệnh báo lỗi nè. Thiếu cái chữ này. Báo lỗi này. Xin lỗi. Parent làm sao là trai được? Cái này tương đương cái câu bây giờ mình khai báo ra square. Nó tương đương cái câu này square. Sờ bằng new rectangle. Giờ copy code mà không thiếu nên nhìn bối rối ngay. Này câu này đọc là sao? Hình chữ nhật. New cái gì là hình đó? Là một hình vuông, nghe gãy bỏ mẹ rồi. Cha là phiên bản của con. Đạp mày một cái bây giờ. Ở ngoài đường mình nói, ủa sao anh giống con trai anh thế? Nói câu đó nghe là sỉ nhục nhau, là dễ ăn đòn lắm luôn đấy. Ủa? Nhìn một cái con nhà Tông không giống đâu một cái. Trời ơi, y đúc ba nó. Cái này thì con, cha con nhà mày sớm mà giàu thôi. Đấy. Cái câu các cụ hay nói câu đó chứ tự nhiên đi khen ngược lại. Hey, thằng cha con, thằng cha này giống y chang thằng con. Tất nhiên đấy là trường hợp là chửi nhau rồi đấy, ghét nhau lắm rồi đấy. Cái cách cư xử ấy. Chứ còn thực chất một điều là không có trò ngược đời này. Hình vuông, hình chữ nhật là một hình vuông. Và nếu tôi đang nói về góc độ đọc logic đã thấy sai. Còn nếu nói góc độ trong RAM thì cái thằng này nó bé tí, còn thằng này nó to đùng. To new bé tí mà lại lấy to đùng trỏ vào trỏ thế đéo nào được. Cho nên cái chuyện vớ vẩn. Anh em có theo kịp không ạ? À? Ok ạ. À. Rồi. Tiếp tục. Như vậy thì còn một cái cuối cùng là khai cha new con. Cho nên quan trọng nhất các bạn cần phải nhớ cho tôi cái new. Nhớ cái new là gì? Nếu new nó là cha rồi chết mẹ rồi, chỉ có cha trỏ thôi chứ còn gì nữa. Còn nếu new con
Con này xem nó là con chả đây. Tao là con. Dòng họ là con này, tao đang đứng đây. Nhưng tao còn là con của ba tao. Đâu có nói được luôn mà. Khai cha nhiều con. Cái này là khai đọc theo kiểu ý ở. Đọc theo kiểu is nào, như vậy chỗ này tao sẽ ghi là gì? Parent C2, hồi nãy tao cố tình C1 thì giờ là C2 bằng new child. Còn new parent nếu cuộc đời còn éo gì nói nữa, mình học rồi. Như vậy new child cần cho cách luôn. Nào bây giờ không nhà phố nữa mà là căn hộ cao cấp đấy. Căn hộ. Như bạn nào đang mở mic đấy, có thể off đi, nó đỡ bị ảnh hưởng. Rồi mình chơi cái tiền này. Cái tiền loài thú vật gì đây này à. Ý tưởng đùa cợt đó nó cuối cùng thành tiền để đầu tư nè. Như vậy câu hỏi đặt ra chấm thì sổ ra gì? Đó. Cái của cha thì, nhưng mà nếu con có thì hiển thị cái của con. Sổ ra những cái của cha nhưng mà mình sử dụng thì nếu cái con mà có những cái hàm đó override thì sử dụng cái của con. Bây giờ quan tâm, tao quan tâm cái thằng con nó có dị biệt nữa cả. Hãy nhìn lại hình này đã hãy tính. Nào, nhưng mà thầy hồi nãy thầy nói cái vùng lươn lẹo ấy, em thấy là khai con mà new cha em thấy thầy lươn lẹo rõ. Nhưng bây giờ em hỏi thầy, bây giờ thầy em đố thầy lươn lẹo cái kiểu lệch nào. Bây giờ em chỉ nói khai cha new con trước. Nó giống như bên này, thầy lươn lẹo cho em thêm cái cử thử cái thầy giải thích cái vùng RAM tại sao nó hợp lý. À, hãy nhìn. Hình vuông mình vẫn có quyền, hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau mình đọc được mà. Câu này là is đọc đúng mà. Còn hình vuông là hình vuông thì tao có chết mẹ thằng nào đâu, vẫn trước giờ vẫn nói. Bây giờ nếu thầy khai cha new con thì tại sao con chó lại lưng lửng? Mày nên nhớ kỹ. Biến rectangle thì chỉ chỏ vào vùng new rectangle. Biến square thì chỉ chỏ vào vùng new square. Biến nào thì chỏ vùng new đó. Cái này ngày xưa tao đã nói giảng chúng mày OOP rồi. Một bức tượng được đúc ra và bức tượng ấy được gọi là thuộc loại gì mình đã học rồi. Cho nên khai gì new nấy là chuyện quá quen. Nhưng từ khi kế thừa này nó đọc cả chớn thêm một câu thôi. Như vậy nếu khai gì new nấy thì phải chỏ vào nấy. Khai rectangle chỏ rectangle. Khai square và new square dĩ nhiên phải chỏ vào square dưới đáy. Nhưng mà riêng khốn nạn là khai rectangle. Hồi nãy thầy cho khai ngược đấy thì thầy đéo chịu. Nhưng bây giờ cái này thầy lại chịu. Thầy lươn lẹo cho em sao? Nào new square. Bây giờ mà tao đang quan tâm new square. Và nếu new square có nghĩa là vùng nhớ square chứa sẵn vùng rectangle. Có đúng không? Khi new square tao quan tâm là new square chắc chắn là có chữ rectangle, chuyện này không ai cãi đúng không? Mình đã phân tích rồi. Vậy thì toán tử new nó sẽ trả về tọa độ của vùng new, chắc chắn new này hồi xưa thầy nói với em là new trả về tọa độ vùng new, chắc chắn tọa độ new này là tọa độ của square. Trả về tọa độ square và thả về biến square. Nhưng mà cái này new nó cũng trả tọa độ square. Nhưng mà nó cuối cùng thằng rectangle nó bảo lắc đầu bảo tao đéo cần square, tao chỉ cần rectangle. Vì tao là biến rectangle. Mà trong vùng square này may quá, new square nó có mẹ nó rectangle. Cho nên lúc này thằng này nó độ lại một chút xíu nữa, cái máy ảo Java nó chơi khôn. À, tao sẽ lui lên một bước, tao tìm cái tọa độ của vùng rectangle, tao lấy cái đó tao chốt, tao thả về cho mày. Cho nên vẫn hài hòa. Câu này đọc là hình vuông thì vẫn là hình vuông và vẫn là new hình vuông, vẫn đủ cả. Nhưng hình vuông còn là hình chữ nhật. À, vì câu hình vuông là hình chữ nhật mình đọc đây này có hai cạnh bằng nhau. Cho nên thầy Hoàng không lươn lẹo. Nhưng cái trò hồi nãy ngược lại thì nếu mày khai báo con mà mày new cha ở đây là new rectangle thì new rectangle cái bé tí đây. Trong đó cái biến này lại nó cần chỏ vùng new này mà tự nhiên bắt nó chỏ vào đây làm sao được. Tao cần chỏ đúng vùng đồ chuẩn nhà tao là đồ new square. Mà bây giờ mày đi new chỗ này tao thay mẹ nó bằng new rectangle. Tức là giống như cái biến này nó chỏ bằng new trên đây. New rectangle có bé tí. Trong đó sở 2 tao cần một vùng đáy RAM dài. Mà trong đó mày cái new như đây tao chỏ chỗ đéo nào cho được. À, mọi người có hiểu sự lươn lẹo của thầy Hoàng không? Thưa anh em. Dạ được ạ. Trên này phải hình dung được vùng RAM to và nhỏ. Như vậy đang có to. Nhưng mà nếu mày cần tọa độ nhỏ, tao có để tao cho mày. Còn mày đang new nhỏ mà mày lại đòi chỏ to thì có đéo đâu vì mày chỉ có new như đó. Đấy là cái sự mà để giải thích cho cái việc không hợp lý của cái trường hợp cuối cùng. Khai con new cha. Chứ còn khai cha mà new con thì new con nó to hơn thì chỉ lấy phần chỏ nhỏ là được rồi. Nhưng nghe kỹ, chỏ thế nào thì chấm như thế. Như vậy sờ một nó chỉ chỏ đến đây thôi. Thì nếu chấm thì về mặt bản chất nó chỉ quanh quanh đây được thôi. Cho nên đéo đi xa hơn được vì nó là con chỏ này thì nó chỉ nhìn quanh quanh. Cho nên nó không thể nhìn thấy pen này. Và nó cũng không nhìn thấy say hai đâu các con ơi. Nhưng tuy nhiên khi chạy ấy
thì bắt đầu nó giật mình, ắt đủ, mình đang chạy chấm pen, nhưng mà mình đang thực ra pen của vùng square chứ đéo phải pen bình thường. Sờ một chấm này này, mình nói mình chạy cái thừa, lúc này override sẽ xuất hiện. Nếu tao chạy pen hay là tao chạy show profile thì tao chắc biết chắc chắn là tao chạy cái này, nhưng tao biết chắc cha cái hàm này nó đang nằm trong vùng square, nó đi tự tìm dưới có override không, có override thì nó gọi mẹ override cho nó lành, còn dưới này đã gọi sẵn rồi không nói, còn này gọi mẹ nó override cho nó lành. Nhưng nếu có say 2, xin lỗi bác nha, em thấy say 2 được, em rich kid, nhưng vì em đéo quan tâm say 2 ở dưới, vì em thấy dưới này em không có, trong này em không có cái say 2, cho nên nó tao cá trong mày, nó sẽ không sổ ra những hàm dị biệt đó, vì con chó nó không đi xa hơn. Còn nó đi xa hơn chỉ đơn giản đi xa hơn nếu nó gặp thấy một cái thằng cùng tên, nó bắn cái cho thằng cùng tên, nó lo dùm cho nó cái. Đây là cơ chế xử lý của máy ảo Java. Cho nên C2 chấm này, nhìn thử này, nó sổ cái gì này, sổ ra tất cả của cha và chỉ thế thôi. Anh em theo kịp không ạ? Trả lời. Làm éo có say 2. Ủa nhưng em nhớ em new chai, tao không quan tâm. Khi khai cha new con, khai cha new con, tôi giải thích nó giống như cái kiểu này, khai cha new con ấy, nó giống như gây sự ngoài đường. Mày biết bố tao là ai không? Không, bắt đầu chơi cái trò lên giọng. Mình nói mày biết tao là ai không thì nhiều khi chưa đủ gấu. Mày biết bố là ai không? Mày mà lèng ngang một cái, bố tao mà gọi điện một cái là mày ăn đòn nhé mày. Đó, tức là mình đang dùng cái hành vi của bố mình để mình ép người ta. Đó, mày biết bố tao hay ba tao là ai không? Thì nó không hỏi biết. Vì tao thì mình thì nó biết rồi. Mày biết bố tao là ai không? Không đùa đâu nhé mày. Xin lỗi tao đi. Không mày chết. Mày biết tao là đàn em của đại ca nào không? Đó, cái câu đó đại ca sẽ xử đẹp. Bắt đầu mình đang giọng gấu ó giống như như bố mình rồi. Mày biết bố tao là ai không? Tức là đang dùng danh nghĩa người lớn để đi hù. Danh nghĩa của cha mà. Cái này tên gọi tắt này này. Cái này là danh nghĩa này. Danh nghĩa. Danh nghĩa người lớn. Đi hù. Đi hù. Nó dùng những cái đó. Cho nên như vậy thì phải cư xử như người lớn. Mình đôi khi mình hay nói với ba má mình câu, con đã lớn rồi ba cho con quyền tự quyết. Mày nói lại. Con lớn rồi con chững chạc, con biết cái điều gì đúng, điều gì sai. Cho nên để con cứ tự quyết, đừng la con nữa trước mặt mọi người, con xấu hổ mắc cỡ. Con biết con phải làm điều đúng. Mày làm điều đúng sao mày vẫn ăn chơi mà không chịu học hành, vẫn đơn một. Mày đòi tự lập đúng không? Vậy mày có lo nổi cái tiền học lại và tiền học phí hàng ngày tháng không? Thứ ba, con chưa nói, coi như con chưa nói gì, con không làm người lớn nữa. Vì làm người lớn phải cân đối những cái chuyện tiền bạc đó chứ không phải là đùa đâu con. À đâu, mày xưng mày là người lớn mày biết rồi, chết mẹ mày rồi, khó à. Thôi tiếp tục là con nít của ba đi để được thừa kế khỏi tiền cho nó chắc ăn. Như vậy. Mày biết bố tao là ai không? Đang gáy theo cái giọng của bề trên. Cái này cũng giống như bạn biết một điều rằng có những gia đình quý tộc, những giống hoàng gia của anh, bạn xem những cái câu chuyện hoàng gia anh ấy lùm xùm mấy cái công nương công nước gì đó. Thì bạn biết là họ vì họ đã mang danh là hoàng tộc, cho nên cách họ xuất hiện trước công chúng, họ cũng không thể xuất hiện bình dân như anh em mình được. Mặc dù ở nhà có thể họ trong cái hậu cung của họ bình dân thế nào, hay họ xóa ra để xả ra những cái việc mà hàng ngày gồng ở người bên ngoài, nhưng ra ngoài công chúng một cái đang dùng danh nghĩa hoàng gia phải cư xử phát ngôn chuẩn mực luôn. Nhưng về nhà thì nó là có thể cái chuyện thoải mái sau cái câu chuyện ánh đèn sân khấu hay ánh đèn của những người thợ săn ảnh cho những câu chuyện tò mò của giới quý tộc. Nhưng mà ra ngoài đường chắc chắn phải cư xử như quý tộc. Và đây mình đang chơi trò đó. Tao vẫn là ở nhà vẫn có thể lầy lội, nhưng tao đang dùng danh nghĩa quý tộc ở ngoài đường. Át đầu vậy thì phải cư xử như người quý tộc. Như vậy nếu khai cha new con, nếu con thì chỉ sổ của cha, chỉ sổ của cha, không khe con có gì khác biệt ngoại trừ cái phần override, ngoại trừ override, nó không khe phần còn lại. Cho nên chỗ này chấm thì show profile, em nhớ là show là gọi cha nhưng chạy con, mình học cái này rồi. Đây là điều duy nhất mình làm được thôi. Duy nhất vậy thôi. Còn cái say 2 thì mãi mãi không thấy. Vì nằm ngoài tầm con chó. Ngoài tầm con chó.
con chó. Chà, cha không chịu nhìn xuống dưới hơn nữa đâu. Điều này có ở ngoài đời sao? Đó. Con vào Sài Gòn đi chơi ở Cyber Cỏ. Cyber Cỏ là cái gì? Thế nào biết không? Thế nào biết Cyber Cỏ là cái gì không? Khu vui chơi này biết không? Không. Ờ, chúng ta giả bộ không biết hay quá ha. Tao quá ha. Ừ. Tao cũng thấy lạ lắm. Tao cũng chả biết đâu. Ừ, tao chỉ nói vậy thôi. Giờ nó đi đua xe, ba có biết không? Tự nhiên giấu ba. Ba không biết. Thì những cái việc mình làm riêng chắc chắn là ba không biết. Ba không biết. Ông muốn biết thì ông phải gọi thằng bạn. Ông phải cho tao cái số điện thoại thằng bạn mày. Và mình biết thừa mình ba rê mấy thằng bạn mình luôn. Ông già tao mà gọi thì làm ơn nói như thế này. Gõ phím cốc 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 đi. Bọn con đang có deadline ngập mặt thì bà. Mình phải chơi trò đó luôn. Mình phải hù cỡ đó mới kinh. Còn tại sao đám bạn nó sẵn sàng nó nghe? Vì nhà mình có điều kiện cho nên là mình đang gọi cáng đáng luôn cả tiền nhà mỗi tháng. Mấy cái thằng kia nó xài hoang lắm nhưng mà nó đéo nhiều tiền như mình. Nhưng cuối cùng cuối tháng nó đều phải vay tiền mình để nó ở trọ. Cho nên giờ mình nói nó phải nghe liền. Anh em cùng một đồng gọi là đồng lòng đồng đội với nhau hết. Cho nên mình đã giấu ba thì ba không được biết. Cái này tương tự như vậy. Nếu đứa con có làm thêm những điều gì đó đấy, sao ba biết? Đó, đây là logic. Giống như ở đây, tao chỉ quanh quẩn trong cái vùng này ở ngoài quê thôi. Mẹ, cái mày làm cái gì trong Sài Gòn sao tao biết? Đó. Cùng lắm là bây giờ mày biết lái xe thì về quê thì chở tao đi thôi. Override hết. Thế thôi. Còn những cái việc kia mình đã bản thân mình đã làm muốn làm có quyền tự quyết mình giấu. Cho nên xin lỗi. Cho nên là chỗ này hoàn toàn C2 chấm say 2 đéo có. Dạ thưa thầy, thầy gõ thử đi. Thầy cố tình thầy chơi cái này cho em. Control C ở trên đây đi. Dán rồi. Thầy thấy không? Nó báo chửi luôn. Đéo thấy. Mày đang là parent này, cư xử như quý tộc thì hành xử như quý tộc, thì đừng đem cái rừng rú vào đây. Đấy là câu bà má chửi mắng mình đấy. Mày đi ra ngoài mày học cái trò gì không biết ở đâu, nhưng mà về nhà này có nề nếp, có tôn ti trật tự. Biết chưa? Dạ con nghe rồi. Nên là về nhà mình gồng mình theo đúng cách này. Cho nên việc của riêng mình không ai thấy. Có gõ cũng đéo được. Dạ nhưng mà em nói rõ ràng là nó có cái này. Nhưng nó rõ ràng là có. Rõ ràng có hàm này. Nhưng mà vì mình new child, chuyện nó không có nói được. Có điều sờ không tới, chạm không tới. Không tới. Đây là điện rõ ràng tôi nói thật. Như vậy thôi ok thầy. Em để mẹ nó cái gì đây đấy, em để mẹ nó trai. Thế còn nói chó gì nữa, mình khai báo con chó mà phun không che, nó chó thẳng dưới đáy thì còn cái chó gì không thấy. Mình đã thử rồi. Như vậy bây giờ vấn đề là không thấy được cái phần dưới này. Vậy làm sao em thấy? Làm sao em thấy? Như vậy có mà lại không chạm được. Vậy có cách nào không? Có cách nào để khai cha new con mà vẫn sờ được khác biệt? Vì thực sự nó có mà. Vì nó vẫn được new mà. Vì nó vẫn có những thứ mà nó tồn tại nhưng mình không chạm được. Ngoài đời có mà. Mẹ kép môn Java này có tồn tại phải học. Nhưng mà đéo bao giờ chạm được cái nó. Khó vãi chẳng hạn. Đó. Vẫn có cái đó. Vậy có cách nào không? Trả lời. Có. Ông chơi trò lầy lội em khai báo mẹ cái này thầy. Ôi trời, thầy nói thầy chơi cái trò này thì cuộc đời tao đéo chơi trò này. Nó ba hết báo lỗi liền. Cái này cái câu lệnh trên mình làm rồi. Chơi pattern cơ. Bình tĩnh rồi con. Cứ để lỗi ra đó đi. Cứ để lỗi đây rồi mình tính. Như vậy có cách nào? Có. Có. Cách này người ta gọi là cách quẹo cua con chó. Thầy Hoàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Trip. Như vậy kéo căng con chó này xuống dưới đây. Vì bản thân cái vùng này nó hay lắm. Nó có kéo về đây được thì có nghĩa là kéo giãn xuống được. Bởi vì lúc mà mình new cha này, à new con này này, new con nhưng mà lại khai báo về cha cho nên nó biết là vùng này có chứa cha cho nên nó ngồi tự động cái hàm new nó thông minh hơn. Của cha ba nó đi tìm cái tọa độ vùng cha đang nằm, nó trả lại về đúng theo hài hòa lợi ích. Còn tại sao mà chạy pen được? Chạy pen đang đéo coi thì thấy là nếu chạy pen mà có trùng thì nên ưu tiên thằng kia đi vì mày đã nằm trong vùng RAM của thằng kia. Còn ngoài ra mày làm vùng một mình mày thì một mình mày một chợ thì chuyện đó nói là mày đéo gì. Đó, đấy là cái logic thôi. Nhưng mà còn thêm những cái đồ khác thì đặc biệt quá. Như vậy trước khi để giải quyết câu chuyện đặc biệt này nha, tao đã chuẩn bị sẵn ở đây này. Cái chỗ mà bên trong con chó kéo căng con chó xuống dưới đây, kéo giãn nó xuống đây, người ta gọi là tripped, tức là cố gắng quay đầu, cua xe, quẹo gắt một tí xíu, quẹo xuống đây tí đi, thay vì đây này, bẻ lái xuống đây cái tripped và cốt mẫu ở đây này, nhưng mà tao chưa giảng đâu, để từ từ đó, cốt mẫu ở đây này. Được ngon luôn, cách này hay lắm á. Còn một cái kia. Nhưng mà em thắc mắc một điều là nếu đã thầy đã phân tích như vậy thì tại sao thầy lại làm mẹ cái hay con lưu con cho nó nhà lành? Không, vì cốt trên mạng đôi khi bạn đọc một câu rất dễ thương kiểu này. Nếu bạn đã từng học list
nhân lớp mình sẽ học đấy. Student. Last. Câu này là nhìn thôi để hù trước bằng new. Alright, last. Câu khai báo này chính là cha. Và bên này là chính là con. Cha nhiều con. Người ta có làm điều này được. Tất nhiên trong những tình huống mình sẽ có cần làm cái bổ sung mới này hay không đến chuyện của mình, nhưng mà về mình phải hiểu hết các câu chuyện nó có thể đang diễn ra. Mình cần cái đó để mình linh hoạt. Cái này không phải vì khó khăn, đơn giản mình khai báo theo danh nghĩa. Ra ngoài đường đôi khi mình gọi bạn có bữa bạn nói đấy, những cái gia đình ở miền Trung mình ấy, đặc biệt là miền Trung mình thì cái truyền thống họp đồng hương rất dữ dội chẳng hạn, cho nên là đồng hương hay cùng họ dỗ tổ đó, các bạn làm được cái điều đó thì đó, mình gọi dòng họ này hôm nay vinh danh các con cháu gì đó, tức mình có tự hào về dòng họ mình, chuyện đó bình thường mà, được mà, tốt mà, truyền thống mà. Như vậy thì vẫn được dùng danh nghĩa dòng họ, nhưng mà con cháu ở đây ai cấm mình điều đó, có ở ngoài đời thì bây giờ ta dùng thôi. Chỉ có điều là làm sao ta giải quyết được câu chuyện con trỏ nó phải quẹo được xuống đây, thì đấy là cái điều mà mình cần chú ý cốt đây này, nhưng ta sẽ thấy sau. Vậy trước khi đi vào phần đó, tao đi tiếp một phần còn lại nữa của cái bài này, chưa xong đâu, tao đang bỏ lửng đấy. Còn có phần còn lại thứ hai mà thầy nói cho em là phần 2.2. Con có quyền có đặc điểm riêng thì nó có khác biệt gì hơn hay không, và xem thấy cách cư xử thế nào. Mọi người đang theo kịp cốt không ạ? Trả lời. Hãy khẳng định với tao rằng OOP nó nhiều kiến thức chưa các con? Nhiều lắm. Nhiều đúng không? Nếu mà các học cách nghiêm túc nhiều, còn nữa đấy các con, chưa hết đâu. Còn nhiều lắm, tao thề luôn, còn nhiều lắm. Cho nên phải cố gắng, tao giảm rất chậm, chứ không phải là tao không muốn đi nhanh được. Trước giờ tính tao chả bao giờ tao giảm nhanh được, ép tao cũng chả làm được. Tao muốn chúng mày phải hiểu đường tơ kẽ cóc, mày làm đến một cái nào đến nhắc đi nhắc lại đến 3-4 lần. Mà lúc ấy còn quên nữa. Tao không khẳng định tao bất tài đâu. Tao khẳng định chúng mày nên đổi ngành. Đây là tao nói trước luôn. Bởi vì cái nói có thật như vậy mà mình không ráng hiểu được thì không có cửa nào cả. Còn nếu chỉ đơn giản học cốt để cho nó chạy thôi á, đừng gặp tao. Mình học để mình còn đi làm nữa các con. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục. Mình sẽ chuyển sang version 2. Nha, để im cái để báo lỗi vậy. Copy. Copy. Version 2. Copy. And paste. Mình để báo lỗi đó cả mẹ đó, tôi tính. Đâu đó còn có đó. Tắt hết tất cả những cái này đi để tránh nó bị nước sông lộn nước giếng. Rồi xong. Mở version 2 lên để mình tiếp tục cuộc chơi. Nó vẫn báo lỗi vì phiên bản, kệ nó. Bây giờ mình sẽ quay trở lại sang cha con và thánh thần, xem câu chuyện của cha con và thánh thần có điều gì tiếp tục. Nốt phần này nữa là xong. Parent và child. Mở lên. Không ai cấm ở ngoài đời. Con có nhiều cái gen trội hơn ba mẹ. Chuyện này chuyện trong di truyền và trong chọn lọc tự nhiên. Thế hệ sau càng phải thích nghi tốt hơn những cái vấn đề xung quanh. Đấy là nguyên tắc sinh tồn rồi. Rồi, thế thì con vẫn có những cái biến dị trong di truyền. Nó có những cái biến dị trong cái di truyền. Có sự khác biệt hơn ba má, cao to hơn ba má. Ví dụ như sáng sủa hơn ba má. Thời ngày xưa ba má ăn uống không có đủ và khổ quá. Ngày xưa kinh tế nó chưa tới chẳng hạn. Còn giờ ai cũng mặt mũi ngon lành cành đào, trai xinh gái đẹp hết. À như vậy con có đặc điểm riêng chứ. Mà chả cần đặc điểm riêng, bây giờ buổi tối, bây giờ ban vào Sài Gòn quyết định ba cho mình nước ra cũng bánh mật cũng đẹp lắm. Nhưng mà mình cần nó phải là gấu hơn tí, mình đi xăm. Ồ, vậy khác cha đấy. Vậy đặc điểm có quyền khác mà. Và bây giờ có đặc điểm riêng. Và bây giờ mình sẽ làm cái đặc điểm riêng. Xóa hết cái này cho tôi đi. Viết lại. Như vậy bước số 1 của tôi đã tiếp tục. Y sợ. Bước số 2 tạo đặc điểm riêng. Hà mình đã thử nghiệm rồi, bây giờ đặc điểm riêng. Đặc điểm riêng đâu ai cấm. Giả sử con đấy, đặc điểm riêng. Ví dụ tôi giả sử tên tôi có thêm cái smile, nụ cười. Tại sao tôi lại cho nụ cười cho thằng con mà tôi lại là hình vuông mà tôi không cho nụ cười hình chữ nhật? Vì hình chữ nhật nó bị dẹt, nó bị dẹt theo cái thỏi son. Như vậy nếu vẽ cái mặt cười lên thì nó đặt ngàm ngang, có khi nó bị nó dẹt ra. Mà nếu bị đứng thì nó bị dài, cho nên nó không cân đối cho cái hình. Nhưng hình vuông nó tựa như hình tròn vậy. Hình vuông nó rất tựa hình tròn, bởi vì bạn có biết một cái điều là hình vuông thì có một cái hình tròn được nội tiếp được, hình tròn nó tiếp xúc với bốn cạnh đó được, nó bo sát các cạnh luôn. Hình chữ nhật không có khái niệm đó, hình chữ nhật chỉ bo được hai cạnh thôi, chứ hình chữ nhật không bo được bốn cạnh cái đường tròn, nó không được nó tiệm cận, nó sát được vào bốn hình tròn vì nó bị dẹt đó. Thì hình bản thân hình vuông nó khá đều đặn, nó khá đầy đặn luôn, cho nên người ta có thể vẽ thêm nụ cười vào được đó. Mấy cái hình xúc sắc vẽ được lên mà, chứ cái xúc sắc vẽ hình chữ nhật mẹ đâu, cùng lắm là có thể cái thẻ domino nó có thể chia thành hai miếng mà đấy. Tôi đang ví dụ vậy, tức là có quyền có khác biệt được vẽ thêm. Và bây giờ tôi quyết định tôi vẽ thêm. Con có thêm một loại tài sản nữa. Con học cách của ba, của cha, hai tài sản.
và còn làm được riêng một món. Nó giống như y chang là hình vuông, mình có thêm cái nụ cười vậy đó. Như vậy con học cách của cha là tài sản, làm riêng món. Và bây giờ làm riêng thì bước số 2, bước 1 khai báo class, bước 2 khai báo đặc tính đã thì mới tính gì tính. Như vậy private của sao không sợ xong protected. Mày nên nhớ rằng lúc này tao chưa có ý định đẻ tiếp, trai con mà đẻ tiếp thì lúc đó cha thành ông nội từ tổ tính, kế thừa theo cùng với mạch thôi, không ảnh hưởng. Nhưng mà câu chuyện đây là mình chỉ quan tâm đâu đã đẻ con đâu mà để cho thừa kế theo kiểu protected, cho nên private string assets free. Món số 3. Cái này có thể là mình đi đầu tư một ngoại tiền khác hay là mình đầu tư một cái món ăn chơi. Ví dụ như du thuyền gì đó chẳng hạn. Buôn bán. Như vậy, vẫn tiếp theo, có riêng thì có riêng, như về lý thuyết phễu cần phải có để đổ, phễu phải đổ. Nhớ nha, phải đổ này cho đến 3 món. Ai món cho cha cộng một món riêng. Nên hợp lý là phễu là dùng để đổ mà, phễu phải dùng để đổ, chuyện không bàn. Như vậy bây giờ phải làm phễu thôi chứ thầy. Bạn đừng làm phễu đường này nữa mà bạn phải làm phễu đường này, bởi vì nếu đường phễu đường này nó chỉ ngồi nhìn cho cha thôi, nhìn cho cha, nó không đổ thằng kia, không đổ cho con nha. Cho nên ấn phải chuột ở đây. Bị phải đổ, xin lỗi. Phải đổ. Chắc là phải đổ vào. Như vậy về lý thuyết là t.assetTree bằng assetTree, t.asset chứ tôi đọc là asset lần lộn qua cái hàm của bên Java. T.asset for R1 bằng asset 1 đưa vào. Cho nên về lý thuyết khi cái câu này bản chất nó trước đó là hai cái asset 1 và tài sản bản chất gốc mà không chơi kế thừa thì mẹ kiếp nó phải là câu lệnh này. Và cái phễu phải được đổ là cái bí quyết của cha. À bây giờ cái phễu này phải đổ cho cả ba. Nhưng giờ nay cha đã giữ hai bí quyết này, mày cứ làm phần riêng của mày đi, tao cho mày bí quyết kia. Cho nên lúc này cái chữ extend này thì nó đã có câu lệnh super để đổ cho hai rồi, nhưng là logic nó vẫn là ba. Như vậy lúc này mình làm trò phễu như bình thường. Mày làm phễu thì chắc chắn là nó sẽ hỏi mình câu đổ vào cái con mẹ gì. Như vậy mình sẽ chọn constructor đổ vô. Chắc chắn nó sẽ hỏi, ủa sao nó không hỏi đổ vô cái 1 và 2. Nó sẽ ngầm đổ dùm cho mình cái super rồi. Đừng có gì lo lắng. Cho nên kêu khi bạn kích vào cái này, bạn éo có gì phải sốc hàng. Vì generate thì đúng là phễu phải đổ vào. Nó assert 3 bằng assert 3. À assets, xin lỗi. Cứ đọc lộn qua cái hàm. Nó có một cái hàm này tôi hay lộn. Assert xem này. Trên Java có một cái hàm này này. Assert. Cái này asset là tài sản nha, bất động sản ấy. Rồi, ở đây câu lệnh này nó có gì hay đâu thầy. Đúng rồi, hay chứ. Con là một phiên bản của ba, ba sẽ cho mày hai bí quyết cộng với bí quyết của riêng mày. Đâu ai cấm. Hợp lý mà. Đó. Và bạn thấy một điều, nó sẽ đảo cái thứ tự. Oh, nó tự đảo 1, 2 và 3, nó ưu tiên ở chỗ này trước. Thì mình có quyền đảo ra sau, đâu ai cấm, để cho nó thuận chiều đọc 1, 2 và 3. Đảo cái này không ảnh hưởng vì lý do, mọi người nghe kỹ, đảo ảnh hưởng vì thứ tự biến không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là thứ tự xử lý mới quan trọng. Biến mày khai báo trước, khai báo sau không phải là câu chuyện, nhưng quan trọng nhất là các lệnh gán nó lúc nào hợp lý. Gán trước rồi dùng hay là gán dùng rồi sửa tiếp, thì câu chuyện đó mới là câu chuyện khó khăn. Phải nhìn đúng vào vấn đề. Phải nhìn đúng vào vấn đề. Đó thì cái câu chuyện ở đây là tao có quyền đảo thứ tự để 1, 2, 3 cho dễ nhớ. Hai cái gửi lên cho cha, bí quyết cha giữ cho con và cha chia sẻ cho con nhà, và con có riêng. Như vậy thì về mặt logic xong cái vụ này nó vẫn có được cả ba. Tuy nhiên mình thử chơi một cái, mình copy cái này xuống dưới đây. Dán xuống, comment ở đây. Chúng mày sẽ bị chửi ngay, nó chửi liền, nó chửi ngay và luôn. Đó. Và cái này liên quan đến một câu suộc. Nó liên quan đến một câu ở trong suộc, tức là trong đề thi final. Thầy Hoàng tử tế lắm, thầy Hoàng giảng phải nói cả suộc luôn. À. Câu này nghĩa là gì? Ai đó mạnh dạn dịch tiếng Anh của Little UK, tao tin rằng dịch được mà. Là gọi super là phải gọi ở trước cái phải là cái câu lệnh đầu tiên ở constructor. Đầu tiên, mày phải nói câu lệnh đầu tiên, cái chữ đầu tiên mới là đúng. Nó must be the first statement. Mày kiểu mẹ gì cũng luôn luôn phải là câu lệnh đầu tiên. À, tại sao nó lại ép em phải là câu lệnh đầu tiên, trong khi nó em để mẹ nó phễu để đổ thôi mà. Cái này nó có cái lý do của nó. Lý do đầu giờ thầy Hoàng đã chuẩn bị. Bà sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa.
không có vùng nhớ của ba trước, đấy đéo gì mà cơi nới. À, không có vùng nhớ của ba, không có cửa nào mà extend được. Tại sao chơi kỳ vậy thầy? Thầy đấy là thầy nghĩ vậy thôi. Nào, bây giờ giả bộ nhá, giả bộ cái phễu này mình nêu, giả bộ cái phễu mình nêu cái square. Mình nêu mình fix cứng mẹ nó một phần nhỏ nhỏ thôi, vì square nó không có gì nhiều. Rồi sau đó bắt đầu lát hồi mình bắt đầu mình đi nêu cái cha đưa vào thì tao hỏi mình fix cứng cái phần này giả sử nhỏ nhỏ thôi, làm đéo mà sao mày nhét cái cha vào được trong đây được. Cho nên mày nhét cái phần vùng RAM của cha vào đây thì chơi nguyên tắc để dễ dàng làm thì tốt nhất là thôi tạo mẹ vùng nhớ của RAM ba nhúng vào trước, phần còn lại của mình sắp xếp sau, hoàn toàn dễ làm. Còn mình sắp xếp trước rồi mình nêu trước xong square xong bắt đầu mình mới nêu đến rectangle, có phải vỡ cái mặt mình không? Như vậy cái logic của quá trình ngay mình lúc new này, mình đừng vội làm cái mẹ gì fix lại. Mình new tra trước cái đã xong rồi phần còn lại đưa vào thêm. Như vậy nó linh hoạt và nó dễ dàng trong việc cơi nới và xử lý. Cái này là lý do mà trả lời cho câu hỏi tại sao phải câu lệnh đầu tiên. Cho nên ghi chú một câu. Đó. Một ST position statement. Nó luôn cái câu lệnh super, luôn phải là câu lệnh đầu tiên trong phễu con. Với cái lý do new cha rồi mới có chỗ cho con. Mở rộng thêm cho con. Anh nói thẳng câu phải có cha để mới có con. Có cha trước đã chứ, có cha rồi mới có con. À, cho nên dễ bùng động. Nên đây là một câu trong suộc nha, một câu trong suộc. Cho nên tiếp tục comment lại, xóa comment ra, đã xong. Đề thi có hỏi đấy. Where is the position of the super method, a super statement in the choice constructor? Nào, vị trí của cái câu lệnh super ở đâu? Mày chỉ cứ chọn option số 1, theo nó nhiều. Anh em có hiểu được cái giải thích của tao không ạ? Trả lời. Được rồi. Mày thấy những điều lắt léo này nó nhiều lắm con ạ, làm sao thầy nhớ được? Chả có tài năng đéo đâu, làm nhiều nhớ, đọc nhiều nhớ, cứ làm tới làm lui nhớ. Cho nên mình phải cố gắng mình nhớ ngay từ ngày này để sau này còn nhiều thứ khác nữa để mà nhớ. Nên nhớ, trí não con người không có giới hạn đâu, cứ thoải mái nhớ đi các con. Đéo bao giờ có unlimited đâu. RAM có thể có giới hạn, đĩa cứng có giới hạn, nhưng con người chưa bao giờ người ta test được nó nhớ được hết bao nhiêu. Sách báo, sách vở, một số nghiên cứu nói rằng cỡ dùng mấy 10% cả cuộc đời mới dùng 10% năng lực. Có những người nói rằng dùng đến 20%. Bạn nhìn năng lực não bộ của những cái con người mà phi thường có sức nhớ thì người ta biết là người ta có thể nhớ được mẹ kiếp từ lúc bé đến lúc lớn gần như mọi event người ta nhớ được hết. Kinh hoàng luôn đấy, tao thề. Thì có nghĩa là cái năng lực này chưa biết đến đâu. Anh em mình cứ cố gắng nhét nhét cho dễ nhớ đi. À cho vào cái bộ nhớ đi. Nó thành kiến thức đã. Cho nên những điều nhỏ nhỏ này mẹ kiếp phải làm mới thấy con ạ, chứ đéo có thể nói năng được. Nó rất quên ngay nếu không nói được cái câu này. Ba sẽ là cánh chim đưa con bay về xa. Cho nên phải có vùng nhớ của ba để an vị trước đã, rồi bắt đầu từ đó mình nương theo. Bùng động nó rất dễ. Chứ tự nhiên mình chốt luôn new square xong bắt đầu mới new hình chữ nhật. Ừ, cuối cùng nó nằm lộn xộn với trong nhau và làm sao có vùng nào ở kế thừa. Vì chắc chắn phải nằm trong nhau thì mới gọi là nằm trong RAM của tôi thì tôi mới chấm được chứ. Nguyên tắc chấm là đi vào vùng RAM của tôi, vùng new của tôi. Nhưng vùng new của tôi muốn chấm lấy của anh thì chắc anh phải nằm trong tôi. Hợp lý và logic. Rồi, như vậy mình đã biết cách làm đến đây. Rồi sau đó, như vậy câu lệnh vẫn đổi bình thường, cô em phải đổ vào đúng không? Vậy trong RAM lúc này điều gì xảy ra? Nếu về mặt lý thuyết, hai cái của cha với một cái của con thì về vùng RAM, về logic đây là hai cái của cha và một cái của con khai báo đây vẫn là tổng động có ba, ảnh hưởng gì đâu? Logic hợp lý. Rồi, thế thầy em làm gì tiếp? Get set thôi chứ còn gì nữa, mẹ kiếp có fill thì phải có get set, làm được get set cái coi. Getter, setter. À đủ nó ra cái màn hình hỏi vãi hay luôn. Nói các bạn nghe nhá, bản chất của bạn là bạn có đến 3 field, asset 1, asset 2 và asset 3. Bạn muốn chơi cái nào? Theo mày chúng mình nên chọn cái nào? Muốn get set cái nào? Số 3. Get set cái số 3 có cần 1 và 2 có cần làm không? Dạ không. Làm làm éo gì, cha làm rồi làm gì nữa? Tại sao nó vẫn để đây? Vì nếu bạn muốn làm lại, em quyết định em chọn thử một cái thôi, xem thầy làm gì. Chọn thử cái thôi. Cái này rõ ràng phải chọn rồi, vì đổ vào get set ra, mình phải get set rồi. Nhưng chọn thử một cái path 1 thôi. Đéo cần chọn path 2. Rồi, xem thử sao. Asset 1. Asset 1 đâu? Ủa tại sao nó báo vàng thầy? Thì má ta đã nói ở bên cha có rồi, tự nhiên mày ngồi mày chọn làm đại em đéo gì, trừ phi mày muốn làm khác đi thôi, chứ còn bây giờ được quyền làm khác. Được quyền là override, nhưng mà vấn đề mày cần đéo gì get ra thôi, cần override lại làm gì? Cho nên cái này làm bị thừa. Mọi người có theo kịp không ạ? Được ạ.
Thấy chưa? Thấy bắt đầu con nó phức tạp hơn này. Nếu bắt đầu có thêm đặc tính vào cuộc đời nó phức tạp thêm một tí. Nhưng mà thực ra bản chất cũng đéo kha phá cái câu chuyện cũ. Con có ba đặc tính, đổ phễu vào ba thằng, ghét xét như bình thường. Cha có gì lần tần. Xong. Ghét xét rồi. Vậy em làm gì tiếp? Thì viết nốt các hàm pen và viết cái thứ này nọ ra chứ có cái gì đâu. Giờ hàm say hai thử đúng không thầy? Mình copy lại cái hàm kia. Phần này viết rồi. Thôi viết luôn. Copy cái hàm của cha sang override như bình thường. Viết như bình thường. Cái này là trời. Lúc này mình sâu thêm cái gì? Mình sâu thêm cả cái cạnh thứ 3. Xuống hàng cái hi. Xuống hàng cái. Nhìn cho dễ. Từ đây xuống hàng cái. Cộng cái ô mình được đổ vào đổ từ lấy bên 3 về hay là của mình thì ai cấm rồi. Chấm phải. A set. Set 3. 2 chấm cộng với. A set 3. Chết thằng nào? Cha chết thằng nào cả. Em đồng ý thưa thầy. Rồi sau đó? Em muốn say 2 luôn. Dị biệt. Public. Này giống bài cũ nha, giống bài cũ nhưng tôi đưa thêm cái đặc tính vào thôi. Nhưng mà tôi tách riêng ra từng bài một để cho các bạn đỡ bị ngộp. Rồi, say 2. Pass out. Hey. I am a rich kid. Out. By the way, my third. Asset is cộng với asset 3. Tao muốn khoe chúng mày rằng ngoài cái việc tao là con của bố tao thì tao còn thêm một cái món tài sản riêng. À. Vẫn như cũ, chả thì thêm cái này vào. Ôi, nó sai bình thường, nó là một phiêu, đừng có suy nghĩ mẹ gì cho nhớ chúng tao. Học kế thừa, ngoài cái việc lắt léo chút xíu của cái việc review thôi, override thôi. Ngoài ra, đừng quên cái điều rằng nó vẫn là một kỹ thuật chế tạo khuôn. Thì nếu có thay đổi cái con mẹ gì trên cuộc trời, phải nhớ cho tao câu đó. Chứ đừng bị hoang mang, chết mẹ rồi, có bao nhiêu khái niệm. Không, mày là khuôn thì mày vẫn có đặc tính, hành vi mày vẫn được quyền add out ra bình thường, get set như bình thường. Chỉ có điều có những chỗ lườm biếng làm, thì bố lấy lại thôi. Chỉ khác nhau thôi. Nhưng cuối cùng nếu bản chất lấy lại sang thì phục hồi lại như cũ. Nhưng mà lợi điểm được cái là sẽ chung series. Mà chung series thì chúng ta sẽ ngồi ra sort được. Đích đến của chúng ta vẫn là sort được. Đó, logic đến đó thôi. Rồi, xong. Mở lại men lên. Dạ thưa thầy, code em chạy ngon lành không? Vẫn mọi thứ ngon lành. Nó chửi cái câu này. Trai nó chửi em rồi, thưa thầy. Nó chửi em rồi. Nó báo câu là xin lỗi bạn nhé. Thằng trai lúc này là có thêm món thứ 3. Món thứ 3 thì mình đưa vào. Mình sửa lại tí thôi. So với bản 2 thì cái constructor nó đã khác rồi. Không có dung hòa, dung huyết mẹ gì hết. Con nói thật với ba là con chả có gì, con giống như ba rồi, là dung hòa ba rồi. Con còn có thêm nữa đây này. Đó, chuyện được quyền. Nói chung constructor là cách mình đổ thôi mà. Đó. Và đến lúc này, tao thêm cái thứ ba là cái gì? Đó. Cái thứ ba là... Mình đưa một món gì đó vào chẳng hạn. Bây giờ mình chơi dù lượn, mình chơi du thuyền. Đâu ai cấm. Được. Xây hai cái coi. Rồi. Người con C thứ hai, trai thứ hai, đứa con thứ hai. Chơi du thuyền đúng không? Đứa con thứ hai chơi mô tô đâu ai cấm. Ai cấm mày thích. Nhưng mà quan trọng nhất say hai cũng đeo cho em thấy. Thì tình bài này bỏ lửng lại. Tao cố tình tao để lại chứ mày say hai. Làm sao giải quyết? Rõ ràng là có. Thầy bí hiểm em quá. Không, mình dạy tiếp thử cho cái phần đặc tính. Xem nó có hay không nha. Xem cái say hai nó đéo cho mình xem. Nhưng nó chắc chắn vùng RAM này có cái thằng mô tô hay không? Có những thằng khác biệt hay không? Tao cá mày bởi vì nó new con. Thì nó vẫn đủ cả extend, nó vẫn đủ cả mọi phần như nhau, không có gì khác biệt con à, nó vẫn phải giống. Đó, nhưng mà quan trọng nhất nó vẫn đổ bình thường, nhưng quan trọng nhất là cách nào để chạm đến được. Đó, chạy lại nào, như vậy, tía new bình thường, éo quan tâm, nhưng quan trọng nhất đứa con có du thuyền, và say hai nó khoe du thuyền này, tao rich kid có du thuyền này, này này, nó có du thuyền luôn, mình đã khai báo ở trong cái hàm... Show profile này. Một thằng du thuyền, một thằng mô tô. Một thằng du thuyền, một cu mô tô. Tại sao nó không in là cái chữ mô tô mà by the way? Vì đơn giản bài này mình chưa biết cách làm sao để say hài. Mọi người đang dừng được, có hiểu được đến đây không? Thưa anh em, theo kịp đến đây không?
Alo. Được ạ. Những cô khác theo kịp không? Trả lời. Được ạ. Nó không có gì mới nhiều hơn đâu các con. Nhớ cho tao vùng RAM. Nhớ cho tao con trỏ. Mày có thêm thì ở đây. Vấn đề làm sao tao kéo xuống đây? Trừ phi tao khai báo mẹ cái này ở đây. Tức là đây code này nếu muốn được, tao chỉ có cách duy nhất là tao sửa cái này thành cái try. Ít nhất tại thời điểm này là nó ra được mô tô liền. Nhưng mà câu này đâu phải là cách mình nói. F6 này có liền I am mô tô này đó. Nhưng mà cách này không. Em biết thừa là vùng new nó có. Và vùng new nó có này. Tao để chúng mày ấm ức chơi. Bài cốt mẫu nó nằm ở đây con. Cốt mẫu nó nằm đây này. Trip con trỏ nó nằm đây này. Nhưng mà thầy Hoàng vì muốn câu view cho nên ngày mai thầy Hoàng mới giảng phần đó. Còn ngày mai nữa các con. Giờ tao mệt rồi. Kiểu này cũng vẫn 6 giờ nói chữ mệt hay không. Đó mẹ ngày gió nào cũng dậy đến cái giờ này. Mày thấy thầy Hoàng trâu bò đến cỡ này được rồi. Tao nghỉ cái đã để ngày mai tính tiếp. Ngày mai cấm vắng mặt. Cấm vắng mặt. Đây cốt mẫu đây này. Cốt ép con trỏ đây này. Nó chẳng qua là ép kiểu con trỏ thôi con. Nó ép kiểu con trỏ kinh dị lắm. Ừ. Nhưng mà xem cốt mẫu đấy đi. Ngày mai tao giảng. Nha. Còn ngày mai tao sẽ giảng vào đúng phần này. Một trong những phần khó chịu nhất. Một trong những phần khó chịu nhất của OP là phần ngày mai. Nhớ nha, ngày mai phải học một phần thôi chứ chưa học tiếp được. Ngày mai cũng còn khó nữa. Ngày mai tao sẽ giới thiệu vào khái niệm abstract. Tức là hàm đéo có code. Hàm không có code thì sao xử lý. Thế mới vi diệu. Ngày mai mình sẽ học phần này. Cho nên hôm nay dừng ở đây để đủ hiểu vùng RAM. Vì phải hiểu được vùng RAM tôi vừa nói, kể cả cái con trỏ, kể cả cái vùng, cái công thức cộng, công thức này của tôi rất quan trọng. Vùng nhớ của con bằng vùng nhớ cha cộng với phần mở rộng. Vì nhờ câu này thì chúng mày, những đứa nào học trước rồi của các lớp thầy cô khác, mới hiểu được anonymous. Nó chính là vùng mở rộng. Nó chính là vùng mở rộng. Mà mình viết on the go. Tao chỉ nhá hàng vậy thôi. Thì ngày mai tôi sẽ giảng tiếp phần này là level khó, level 2. Hôm nay chính thức coi như là gần như xong 99,9% level 1. Vậy level 2 nó xài lại toàn bộ level 1 và chỉ có thêm phần abstract một chút xíu thôi. Còn ngoài ra tất tần tật mọi thứ xài tao giảng cho giờ dùng lại hết. Như vậy mình chỉ cần thêm một chữ abstract là đủ. Level 3 là tất tần tật đến thêm abstract cộng thêm một chút xíu là anonymous, cộng thêm tí code. Level 4 là biến đổi thành interface. Và level 5 là anonymous trên interface là hết sạch phần khó của OOP. Như vậy mình một cái một mà thầy leo lâu như vậy hả? Những cái 2, 3, 4 nó dùng lại nó chỉ rất nhanh. Dùng lại rất nhanh, chỉ cần hiểu khái niệm thôi là dùng lại cực nhanh. Thì đến đây tao cần chúng mày thấm cho tao tất tần tật những điều tao giảng cho đến thời điểm này. Ổn không các con? Dạ ok ạ. Để cái phần này thì tôi nghĩ là cũng không có nghiêm trọng. Nhưng mà tối nay để tôi lát hồi tôi sẽ download cái video và tôi upload lên. Mấy ngày nay không up lên video nào cả. Thì tôi sẽ up cái video của lớp mình lên để các bạn có thể xem bài để kịp ngày mai mình tiếp tục vào phần abstract. Học như vậy kế hoạch được chưa các con? Ok ạ. Được thầy ơi. Nhớ yêu nghề, yêu đời cho tao. Nghe chưa? Đừng có cà lơ phất phơ các con ạ. Đó, đấy là lời dặn thầy Hoàng. Say mê nha. Mày thấy thầy Hoàng chích vaccine mà ông viết cốt cấu cỡ này thì không gì là không thể đúng không?